lên nhầm xe hoa cưới chồng như ý. Tô Yên, Sở Hướng Nam. Chương 416, giết Tô Yên để bịt miệng. Cánh tay của người bình thường đều sẽ mềm mại và có độ ấm, nhưng cánh tay trái của Hắc Ưng thì cứng ngắc, hoàn toàn không có độ đàn hồi của da. Lúc bàn tay cô bất ngờ nắm lấy thì còn phát ra tiếng va đập vào ống nhựa. Hắc Ưng cũng bị kinh ngạc, hốt hoảng kinh hãi, dùng tay phải đẩy Tô Yên ra, nói một câu, cô Tô một mình ăn thong thả. Rồi lập tức bảo Lưu Dịch đẩy cậu ta đi. Tô Yên nhìn chằm chằm vào bàn tay lơ lửng giữa không trung của mình, cô vẫn còn đang ngẩn người ra. Cánh tay trái của Hắc Ưng có vấn đề, cánh tay trái. Tô Yên lại liếc nhìn bữa sáng trên bàn, bánh vuông, tiểu long bao, sữa đậu nành. Trứng luộc trong nước trà, đây đều là những món ăn sáng rất bình thường, nhưng đều là món cô thích nhất. Trước đây, khi Tô Duy nằm viện, cô cũng luôn mua những thứ này đến thăm bệnh, sau đó sẽ đi tàu điện ngầm đến công ty làm việc. Tô Yên nhớ tới có lần bị lương phát trễ, lại là cuối tháng, cô thật sự không có tiền, chỉ có thể ăn một bữa sáng. Cô xách bữa sáng đến bệnh viện thăm Tô Duy, cô còn nói đùa rằng mình không có tiền, mong rằng Tô Duy sẽ sớm bình phục, sau này sẽ kiếm tiền nuôi cô. Khi đó, Tô Duy vô cùng tự tin nói rằng sau này cậu ta sẽ kiếm được rất nhiều tiền, nhất định sẽ mua cho cô rất nhiều đồ ăn ngon, mua biệt thự và xe sang, đưa cô đi du lịch khắp thế giới. Tô Yên nhìn chằm chằm bữa sáng trên bàn, đáy mắt đột nhiên có cay xót. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hắc Ưng trở về phòng của mình, tay phải nắm chặt cánh tay trái, nghĩ đến phản ứng vừa rồi của Tô Yên, cậu ta liền nhắm mắt lại, dùng sức xé toạc cánh tay giả đang lắp tạm thời ra. Đại ca, Lưu Dịch giật mình, vết thương trên cánh tay trái còn chưa lành lại kéo tay giả quá mạnh khiến miệng vết thương lại rách ra, máu chảy ra. Tôi sẽ gọi cho ông Sato. Lưu Dịch vội vàng đi tìm bác sĩ, Hắc Ưng đang ngồi trên xe lăn, dưới lớp mặt nạ, đôi mắt màu hổ phách của cậu ta u ám một cách đáng sợ. Vì quá đau đớn, Hắc Ưng từ từ cởi bỏ chiếc mặt nạ trên mặt bằng đôi tay run rẩy, để lộ bộ mặt thật của mình. Mặt nạ được tháo ra, khuôn mặt phản chiếu lên trên cửa sổ kính chính là khuôn mặt của Tô Duy. Tô Duy chính là Hắc Ưng. Sau cuộc tấn công hòn đảo thất bại, toàn bộ người của Hùng Sư đều đã bị giải quyết, nhưng chỉ giữ lại mạng cho một mình cậu ta. Lúc đó cậu ta đã biết Lục Cận Phong đã biết rằng cậu ta là người trộm tấm bản đồ rồi. Lục Cận Phong không giết cậu ta, chẳng qua chỉ là nể mặt Tô Yên nên mới không dám giết mà thôi. Vì thân phận đã bị bại lộ, cậu ta không thể quay lại nữa, nên chỉ có thể dùng cách giả chết để Kim Thiền thoát xác. Vì muốn để mọi người biết rằng mình quả thật đã chết rồi, cậu ta còn không ngần ngại phá hủy một cánh tay của mình. Cậu ta gặp tai nạn trên địa bàn của Lục Cận Phong, Tô Yên nhất định sẽ có mâu thuẫn với Lục Cận Phong. Đã không còn thân phận Tô Duy nữa, cậu ta có thể ẩn mình dưới lớp mặt nạ của Hắc Ưng và làm những chuyện cậu ta muốn làm. Lưu Dịch nhanh chóng dẫn Sato tới, kiểm tra vết thương, Sato nhíu mày, vết thương này đã rách hai lần rồi, hơn nữa còn khó chữa lành, nhất định phải tiến hành một cuộc phẫu thuật khác. Tôi sẽ thu xếp ngay lập tức, nhớ kỹ, đừng chạm vào miệng vết thương một lần nữa, nếu không, vết thương bị nhiễm trùng sẽ dẫn đến chuyện mất mạng. Ông cứ nói những lời hù dọa người khác, chỉ là một cánh tay thôi mà. Còn có thể lấy cả mạng tôi được à? Tô Duy không quan tâm, đi xuống chuẩn bị phẫu thuật đi. Sato còn muốn nói gì nữa, nhưng thấy Tô Duy không thích nghe nên cũng không nói nữa, lập tức đi chuẩn bị phẫu thuật. Lưu Dịch thuyết phục, đại ca, trước tiên hãy chăm sóc thân thể của mình đã, còn những việc khác thì hắn lên kế hoạch sau, hay là tiến cô Tô đi trước. Chỉ cần Tô Yên ở đây, Tô Duy sẽ không thể an tâm dưỡng thương. Tô Duy nhớ tới phản ứng vừa rồi của Tô Yên. Cậu ta sợ hãi, sợ Tô Yên biết chuyện. Cậu ta đưa Tô Yên về, chỉ là để đền đáp lòng tốt của cô đã dành cho cậu ta trong bao nhiêu năm qua, cậu ta muốn dành cho cô những điều tốt đẹp nhất. Chị của cậu ta cũng xứng đáng có được những thứ tốt hơn. Lục Cận Phong dám bắt nạt chị gái của cậu ta tuyệt đối sẽ không đồng ý. Tô Duy nắm chặt tay, trong mắt hiện lên vẻ không cam tâm, lần trước, vậy mà lại để cho Lục Cận Phong tránh được một kiếp nạn. Vào ngày tổ chức đám cưới giả, Tô Duy đã lừa Lục Cận Phong vào phòng nghỉ, cậu ta muốn mượn tay của Tần Nhã Hân để giết chết Lục Cận Phong. Chỉ cần Lục Cận Phong đã chết, băng ám giả sẽ như rắn mất đầu, sau này Vương Bài sẽ thống trị, kế hoạch thống trị to lớn mà Lệ Quốc Minh không thể hoàn thành. Cậu ta là con trai của ông ta, cậu ta nhất định sẽ làm được. Tô Duy đã thỏa thuận với Chu An chỉ giết Lục Cận Phong,
nhưng lần đó suýt chút nữa đã khiến cho Tô Yên gặp chuyện, cậu ta cũng đã trở mặt với Chu An. Ngày hôm đó Tần Nhã Hân đã trốn trong cốp xe của Tô Duy để đi vào, xăng cũng được mang vào ngay lúc đó. Tô Duy đã tính rất đúng, có Tô Đình Nghiêm đi cùng, người của Lục Cận Phong không dám lục soát xe của bọn họ. Lưu Dịch nói, đại ca, đừng lo lắng, ám dạ đã có nền móng sâu rộng trong giới. Anh có thể quản lý vương bài được như ngày hôm nay đã là rất tốt rồi. Những người làm được việc lớn thì cần phải kiên nhẫn chờ đợi thời điểm thích hợp. Đúng vậy, anh nói đúng, nhất định phải kiên nhẫn. Tô Duy chế nhạo, Lục Thừa Mẫn chính là không kiềm chế được mà để lộ bản thân, nên mới khiến cho việc sắp thành lại hỏng một lần nữa. Tô Duy tôi sẽ không bao giờ phạm phải sai lầm tương tự. Tô Duy trước kia đã chết rồi, Tô Duy bây giờ là thủ lĩnh của vương bài, Hắc Ưng. Lưu Dịch nhân cơ hội nói, vậy còn cô Tô thì sao? Tô Duy im lặng suy nghĩ một lúc, mới nói thả người ra trước đi. Lưu Dịch thở phào nhẹ nhõm, được rồi, tôi sẽ phái người đưa cô Tô về đế đô. Nhớ để mắt tới Chu An. Vương bài nhất định phải nuốt gọn được miếng béo bở địa sắt này. Vâng, đại ca. Sau khi Lưu Dịch rời đi, Tô Duy nhìn ra ngoài cửa sổ và nhớ lại những chuyện Lệ Quốc Minh đã dặn dò cậu ta. Nhẫn nhịn để hoàn thành nhiệm vụ, cứ từ từ mà làm, đừng nên quá vội vàng. Tô Duy dùng tay phải nắm chặt tay vịn xe lăn, trong mắt hiện lên sự hận thù sâu đậm, Lục Cận Phong, tôi nhất định sẽ khiến anh phải đền mạng cho cha tôi. Trong những ngày Lệ Quốc Minh chạy trốn khắp mọi nơi, ông ta biết rằng mình sẽ không thể nào quay trở lại được nữa, nên đã ủy thác tất cả hy vọng lên người Tô Duy, trước khi bị bắt, ông ta đã giao những quân bài cuối cùng cho Tô Duy. Một lô hàng trị giá hàng trăm tỷ đồng, một nhóm sát thủ đã được đào tạo bí mật. Lưu Dịch chính là do Lệ Quốc Minh để lại cho Tô Duy. Chính những điều này đã giúp Tô Duy có thể nhanh chóng xây dựng lại Thiên Lang trước đó trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Tô Yên còn đang bàng hoàng thì đột nhiên Lưu Dịch nói với cô rằng cô có thể đi rồi, sự suy đoán trong lòng của cô dường như đã được xác nhận. Tô Yên có chút kích động, nói Hắc Ưng tới gặp tôi, bây giờ, ngay lập tức. Cô Tô, đại ca của chúng tôi không có thời gian gặp cô, cũng sẽ không gặp cô. Tôi sẽ cho người đưa cô trở lại đế đô. Cậu ta không dám tới gặp tôi à? Ánh mắt Tô Yên lạnh lùng nhìn chằm chằm Lưu Dịch, cậu nói cho cậu ta biết nếu còn tiếp tục đi trên con đường này, sau này cậu ta sẽ không còn người chị gái là tôi nữa. Lưu Dịch cười nhạt, tôi không hiểu ý cô Tô là gì, nhưng tôi sẽ chuyển lời của cô lại cho đại ca. Cô Tô, xe đã chuẩn bị xong rồi, bây giờ tôi đưa cô đi ngay. Không cần, tôi tự mình đi. Đây là mệnh lệnh của đại ca, cô Tô. Tôi chỉ đang làm theo mệnh lệnh, cô đừng làm khó tôi nữa, hơn nữa sau lần này tôi và cô Tô sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại nhau nữa, cho dù cô có ghét tôi đi chăng nữa, thì cũng xin cô hãy kiên nhẫn thêm một chút nữa thôi. Xem ra là nhất quyết muốn tiễn cô đi rồi. Khi cô rời đi, khi Tô Yên đi qua sân huấn luyện, cô nhìn thấy Lục Cận Phong, cô trao đổi ánh mắt với Lục Cận Phong. Ngay khi Tô Yên ra khỏi cửa, Lục Cận Phong cũng nhân lúc không ai chú ý đến liền lặng lẽ rời đi. Lưu Dịch đích thân đưa Tô Yên đi, cùng ngồi ở ghế sau với Tô Yên, ghế trước còn có hai người nữa. Bằng 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 chuyện vừa hoàn thành bằng 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 bằng. 1. Sau khi xuyên thành pháo hôi, nấm nhỏ chỉ muốn ly hôn nuôi bé con. 2. Pheromone luôn có hình dạng yêu anh. 3. Ngài Vương, kết hôn nhé. 4. Thiếu gia con nhà giàu đích thực tái hôn. Bằng 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 bằng. Sau khi chiếc ô tô đi ra khỏi vương bài liền lao thẳng về phía khu vực hồ nước. Tô Yên không hề hoảng sợ, vừa đến hồ chứa, Lưu Dịch đã dừng xe lại, cô Tô, xe hình như có vấn đề rồi, chúng ta xuống xe trước đã. Tô Yên không nói lời nào bước xuống xe, sau đó híp mắt cười. Nhìn Lưu Dịch, cậu ngoài mặt thì nghe theo nhưng sau lưng lại làm trái lại, cậu đang muốn giết tôi, đúng không? Lưu Dịch đang chuẩn bị ra tay nghe vậy thì sững sờ một chút, ánh mắt lộ ra vẻ dữ tợn, cô Tô, có cô ở đây, đại ca làm việc gì cũng phải kiêng kỵ. Chỉ khi cô chết đi rồi thì anh ấy mới có thể không còn gì vướng bận nữa, cô Tô, cảm ơn cô đã tác thành. Chương 417, quả thực nhìn thôi đã thấy no. Tô Yên lắc đầu. Vẻ mặt không chút hoảng nói, có thể, yêu cầu của anh, tôi có thể thành toàn. Tô Yên bước vài bước tới bên cạnh hồ chứa nước,
lại nói, đúng rồi, anh quay về nói với Hắc Ưng, mười mấy 20 năm nay tôi vẫn nuôi một tên vong ơn phụ nghĩa, nếu như cậu ta còn không dừng lại, cho dù một ngày nào đó cậu ta chết trước mặt tôi cũng tuyệt đối sẽ không chớp mắt, không rơi nước mắt. Cậu ta có bao nhiêu bản lĩnh, trong lòng tôi biết rõ, đối chọi với ám dạ, đúng là không tự lượng sức mình, nếu như còn cố chấp báo thù cho người đó, hy sinh mạng sống của mình là chuyện cực kỳ ngu xuẩn. Tô Yên nói xong liền nhún người lên, nhảy xuống hồ chứa nước. Khoảnh khắc đó khiến cho Lưu Dịch vô cùng kinh hoàng, anh ta chạy tới mép hồ chứa nước nhìn xuống, thật sự là cô đã nhảy xuống rồi. Hồ chứa nước sâu như vậy, trừ phi là kỹ năng bơi vô cùng tốt nếu không nhảy xuống thì cũng sẽ không có khả năng sống. Lưu Dịch đứng bên hồ chứa nước một lúc, nói chuyện này không thể để đại ca biết, cứ nói là cô Tô Yên không cẩn thận rơi xuống. Vâng, đi. Tô Yên sau khi rơi xuống nước xong cố gắng bơi vào bờ khác, sau khi lên bờ cô đã gần như hết sức, nằm trên mặt đất, ánh mắt cô nhìn về nơi mình đã nhảy xuống. Lưu Dịch đã dẫn người đi rồi. Ông trời lại phù hộ cô lần nữa, có khi phải học thêm kỹ năng nữa cô mới có thể bảo toàn mạng sống. Yên Yên. Lục Cận Phong mau chóng bước tới, cởi áo trên người ra quấn lên người Tô Yên, rồi lại lo lắng sờ trán Tô Yên. Không sao, mạng lớn. Tô Yên cười khổ một tiếng. Lục Cận Phong lạnh mặt, quở trách nói, rõ biết có nguy hiểm, tại sao còn theo ra ngoài, em chỉ cần ở trong vương bài thì sẽ không có ai dám động vào em. Tô Yên vừa nghe câu nói này đã hiểu, bí mật mà cô biết, Lục Cận Phong cũng biết rồi. Tô Yên hắt xì hơi, nói, nếu như em không đi, cho dù là cậu ấy phát hiện ra anh, hay là anh hạ thủ với cậu ta, em cũng đều không muốn nhìn thấy. Lục Cận Phong, tại sao, lại đi đến bước ngày hôm nay? Tại sao cậu ấy lại đi đến bước này? Tô Duy của hiện nay, cô hoàn toàn không thể hiểu được. Lục mím môi không nói, trong lòng Tô Yên có chút hoảng loạn, vừa rồi em đã rất muốn xông tới trước mặt cậu ấy, chất vấn cậu ấy, chửi cậu ấy để cậu ấy thức tỉnh, nhưng nghĩ lại cảm thấy không có ý nghĩa gì, em đã nhìn cậu ấy trưởng thành từ bé đến lớn, cậu ấy thích xe đua, e rằng dù có mất mạng cũng phải đi đua xe, em đã nói vô số lần đều không nghe, lúc đầu không khuyên được, hôm nay, em cũng không khuyên được. Lên xe rồi thay quần áo ướt ra đi, đừng để bị nhiễm lạnh. Lục Cận Phong từ đầu đến cuối đều không quan tâm Tô Duy tại sao lại đi đến bước ngày hôm nay. Trên xe chỉ có quần áo của đàn ông, Tô Yên chỉ có thể mặc tạm, Lục Cận Phong chỉnh nhiệt độ ấm trong xe lên cao nên cô cũng không cảm thấy lạnh. Sau khi thay quần áo xong, Tô Yên dựa vào ghế xe nhìn chằm chằm nóc xe, Lục Cận Phong, anh trà trộn vào vương bài, rốt cuộc là để tìm cái gì? Từ lúc nào mà anh biết Hắc Ưng chính là Tiểu Duy? Lệ Quốc Minh để lại một kiện hàng, có lẽ chuyện này Tô Duy đã nhắc qua với em. Tô Yên đảo tròng mắt, có nhắc qua. Kiện hàng đó, là súng đạn. Lục Cận Phong nói, buôn bán súng đạn, chỉ có một kết cục. Cả người Tô Yên chấn động, tức tới mức mắng người, não Tô Duy có lỗ hay sao, điều này so với chết thì có gì khác biệt, anh đã tìm thấy kiện hàng đó chưa? Lục Cận Phong lắc đầu, ban đầu anh nghĩ rằng là ở tổng bộ vương bài, hai hôm nay anh đã thăm dò qua nhưng không có, Tô Duy còn giàu hoạt hơn Lệ Quốc Minh, hổ phụ sinh hổ tử, cũng có thể kiện hàng đó đã được bán ra ngoài, cũng có thể được giấu ở một nơi nào đó. Em muốn quay về, em muốn tìm Tô Duy. Nếu như Tô Duy đứng trước mặt cô, Tô Yên thật sự hận tới mức không thể mắng cho cậu ta tỉnh lại. Không có tác dụng, Yên Yên, đã không thể quản được cậu ta nữa rồi. Lục Cận Phong kéo cô lại, cậu ta đã không còn đường lui, còn em, chỉ có thể dương mắt đừng nhìn cậu ta đi vào bóng tối. Tô Yên nhất thời nản lòng, Lục Cận Phong nói không sai, cô không thể làm được gì. Về đế đô trước, Tô Yên gật đầu như khúc gỗ, sau đó dựa vào ghế phụ nghỉ ngơi. Cả đường đi Tô Yên đền trầm mặc không nói gì, khi về đến đế đô thì trời đã tối. Lục Cận Phong đưa cô về biệt thự ở Nam Sơn. Vừa vào đến sân Tô Yên đã ngửi thấy mùi thịt nướng, cô đi theo hướng mùi hương phát ra, thì nhìn thấy Lâu Doanh và Bạch Phi Minh còn có mấy người Vạn Nhất đang nướng thịt. Lâu Doanh nhìn thấy Tô Yên, phấn khởi vẫy tay chị, nhanh như vậy đã về rồi, quả nhiên anh rể xuất mã, hiệu suất phải là cao, mau đến đây, thịt đều đã nướng chín, có thể ăn rồi. Tô Yên vẫn trong bộ dạng đau lòng, nói, Lâu Doanh, chị đợi em tới giải cứu chị, nào ngờ em lại không tim không phổi ăn đồ nướng. Thật là đau lòng, đau lòng. Chị, dùng lời của Vạn Nhất mà nói những người trong ngành này như chúng ta, bị bắt cũng là chuyện như cơm bữa, làm quen là được rồi. Lâu Doanh vịn vai Tô Yên,
cười xấu xa, đây không phải tạo cơ hội cho chị và anh rể làm hòa sao? Nhìn xem, không phải là đã làm hòa rồi sao? Em thật sự không sợ chị mạng nhỏ phơi ở ngoài sao? Đó là vương bài đó. Vương bài chỉ là cái lông mà thôi, nhiều nhất cũng chỉ là một tổ chức vừa mọc lên, so với ám dạ, còn non lắm, nếu không tại sao anh rể ở trong vương bài lâu như vậy cũng không bị phát hiện, toàn là hổ giấy mà thôi. Lâu Doanh một lúc cắn 5 miếng thịt nói, vạn nhất nói rồi, nếu như vương bái thật sự dám động vào chị, anh rể nhất định sẽ san bằng tổng bộ vương bái. Tô Yên nhìn Lâu Doanh, có gì không đúng ở đây, vạn nhất nói, câu nào cũng có vạn nhất treo trên miệng, từ lúc nào mà quan hệ của hai người tốt như vậy? Chị, hai người không thể trở thành bạn đời được, bạn bình thường còn có thể. Lúc này vạn nhất đang cầm miếng thịt bò nướng chen vào một câu, Lâu Doanh, thịt nướng của cô được rồi, chị dâu, mau ngồi xuống ăn một miếng. Lục Cận Phong đi tới, nắm tay Tô Yên, các người ăn đi, Yên Yên mệt rồi, về phòng nghỉ trước. Nói xong anh dắt Tô Yên đi. Lâu Doanh nhìn theo bóng lưng hai người, nói, lại bắt đầu phát cơm chó rồi. Vạn nhất liếc nhìn rượu trong tay, trong lòng bỗng lung lay, đưa cho Lâu Doanh, rượu hoa quả loại ủ mới, nào, thử một chút đi. Vạn nhất đáng chết, anh còn lén giấu đi. Lâu Doanh cầm lấy uống một ngụm, có mùi thơm nhẹ nhẹ, uống ngon, nhưng không có vị rượu. Rượu này ban đầu uống sẽ không có cảm giác, nhưng đã ngấm vào rồi thì rất nặng. Cô đợi một lúc thì sẽ cảm nhận được. Vạn nhất cười híp mắt, giống như một con cáo già, trong tay cũng cầm một chai rượu hoa quả, chậm rãi nếm thử. Lâu Doanh nhìn chằm chằm miệng chai nói, vạn nhất đáng chết, không phải anh lại hạ gì vào trong đó chứ, muốn có âm mưu làm loạn gì với tôi sao? Vạn nhất giơ tay lên can đoan, cô yên tâm, tôi tuyệt đối không động tay động chân, mọi người ai cũng có một chai, tôi vô cùng quang minh chính đại, trước giờ chưa từng làm chuyện hèn hạ. Ai đó mà có âm mưu dùng rượu với tôi thì đã A-di-đà Phật rồi. Trong lúc nói, vạn nhất kéo cổ áo ra, thoải mái ăn uống. Trên người vạn nhất không có cơ bắp, phần ngực trắng trẻo non nớt, nhìn vô cùng mềm mại, lại khiến người ta cảm thấy ngọt ngào, còn ngọt hơn cả rượu hoa quả này, có một loại ham muốn khiến người khác muốn cắn một miếng. Thật ra, Lâu Doanh không thích nhất chính là đàn ông có cơ bắp cứng cáp, có gì đáng để sợ chứ? Sức mạnh của một người đàn ông không phải là có ở việc có bao nhiêu cơ bắp. Lâu Doanh không nhìn được liếc mắt nhìn. Mẹ nó ơi, đây chắc chắn là sự quyến rũ. Lâu Doanh lập tức niệm trong đầu, không thấy gì hết, không thấy gì hết. Chương 418, rượu không say người người say rượu. Vạn nhất liếc nhìn Lâu Doanh từ khóe mắt, ý cười trên môi càng rõ, giả cờ điềm nhiên như không giật mạnh cổ áo xuống. Phần thịt trắng lóa trên ngực lộ ra ngoài nhiều hơn. Làn da trắng bóc đó khiến người khác muốn sở thử xem có cảm giác thế nào. Mấy người Bạch Phi Minh, Hạ Vũ, Hạ Huy, Vệ Long Vệ Hải đều dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Vạn Nhất. Vạn Nhất cười, hơi nóng. Giữa trời tối, gió lạnh thổi đến, nóng ở chỗ nào? Nóng hả? Nóng hả? Không nóng. Bạch Phi Minh nhìn Lâu Doanh, cậu cũng nóng hả? Mặt hơi đỏ. Lửa than với ánh đèn hắt lên, làm gì có đỏ? Lâu Doanh không tự nhiên sờ mặt, quả nhiên rất nóng. Vân Nhất chính xác là một yêu tinh, lại dám quyến rũ cô ta. Bạch Phi Minh quen biết Lâu Doanh nhiều năm như vậy, còn không hiểu tính của Lâu Doanh sao? Cô ta không vạch trần, tiếp tục ăn đồ nướng uống rượu. Có cần nướng chút đồ cầm qua cho chị cậu không? Lâu Doanh thuận miệng nói, không cần, chị ấy muốn ăn thịt, anh rể đã tự mình mang tới rồi, làm gì sẽ ăn thịt ở đây nữa, nói không chừng hai người họ còn đang ăn thịt. Âm thanh của Lâu Doanh không to không nhỏ, vừa vặn tất cả mọi người nghe thấy. Mọi người. Khụ khụ. Mọi người đều giả vờ kho khụ để hóa giải bầu không khí xấu hổ. Cũng chỉ có Lâu Doanh mới dám nói những đậm chất sắc tình như vậy. Bọn họ đều là những tên đàn ông độc thân đó. Lâu Doanh để rượu hoa quả xuống, quét mắt một lượt đám người, giả vờ cái gì mà giả vờ, điều này thì có gì xấu hổ chứ, cũng không phải đứa trẻ lên ba, đều là người trưởng thành hết rồi. Hạ Vũ giơ tay, tôi độc thân. Hạ Huy, tôi cũng độc thân. Vệ Long đỏ mặt, tôi còn chưa chạm vào tay con gái bao giờ. Vệ Hải, tôi sẽ bị đỏ mặt khi nói chuyện với con gái. Lâu Doanh bối rối, vậy tại sao cậu nói chuyện với tôi không đỏ mặt? Vệ Hải thành thật trả lời, tôi thật sự không nhận thức được cô là con gái, tôi vẫn luôn coi cô là anh em. Lâu Doanh, phụt, Vạn Nhất trực tiếp phun rượu ra.
Bạch Phi Minh cũng bị sặc rượu hoa quả. Đêm tối, nhân tài liên tục xuất hiện. Lâu Doanh ánh mắt sắc bén nhìn Vạn Nhất, cười lạnh, quả nhiên là anh em tốt. Vệ Hải cho rằng Lâu Doanh đang khen mình, mọi người đều là anh em tốt, nào, mọi người cùng nhau uống. Mọi người, quả là nhân tài mà. Vạn Nhất tưởng rằng Lâu Doanh sẽ tức giận bỏ đi, không ngờ Lâu Doanh thật sự cầm chai rượu cạn với Vệ Hải, anh em tốt, uống. Vạn Nhất vừa hâm mộ vừa ghen tị. Khác biệt giữa đối đãi cũng thật lớn. Vạn Nhất liếc nhìn thùng rượu, lại xách lên vài chai đặt trên bàn, mọi người vui vẻ uống, đây đều là kho bí mật của tôi. Bạch Phi Minh nhìn Vạn Nhất đầy ẩn ý, rượu hoa quả này thật sự không hề nặng, so với nước ngọt không khác là mấy. Cô ta nhất thời không hiểu được dụng ý của Vạn Nhất. Nếu như muốn chuốc say Lâu Doanh, có lẽ phải chọn loại nồng độ cao, tại sao lại chọn loại rượu hoa quả không thể say được chứ? Ở ngoài vườn, mọi người cùng nhau vui vẻ ăn thịt uống rượu. Trong phòng, cũng tràn đầy mập mờ không kém. Tô Yên vừa vào phòng, Lục Cận Phong đã không chờ được nữa mà lập tức chỉnh đốn. Ông đây đã nhìn em rất lâu rồi. Giọng nói trầm khàn lộ ra vẻ mê hoặc vô tận. Đây là tiết tấu muốn ăn no một bữa. Quả thật, Lục Cận Phong đã nhịn cả đường rồi. Miếng thịt này đã nên ăn từ lúc ở trên đảo rồi, vậy mà vẫn kéo dài đến bây giờ. Đã hơn nửa tháng trôi qua, anh nhịn đủ lâu rồi. Không ăn ngon lành một bữa, làm sao xứng đáng với bản thân. Tô Yên rất phối hợp, lúc mấu chốt cuối cùng cô đột nhiên hoảng loạn nói, Lục Cận Phong, đợi đã, anh còn chưa đeo cái kia. Lời còn chưa nói xong, thì đã không còn kịp nữa. Sinh thêm một đứa con gái nữa. Tô Yên, miệng của đàn ông, quả nhiên lừa người. Lúc trước nói không sinh nữa, bây giờ lại muốn con gái. Lục Cận Phong nằm ở bên cạnh, bộ dáng trịnh trọng nói con trai sẽ hoàn toàn đứng về phía em, anh nhất định muốn một đứa con gái, sau này lúc cãi nhau, còn có người giúp đỡ, không đến mức phải vật lộn một mình. Lời nói này khi nghe cảm thấy có chút trẻ con. Tô Yên dở khóc dở cười, dịch chuyển vị trí, nằm trên cánh tay của Lục Cận Phong, ở nhà là thoải mái nhất. Tô Yên nhớ ra một chuyện, mùa hè Tiểu Vũ ở trên đảo có an toàn không? Người của Vương Bài đã mai phục trên đảo rồi. Không sao, gián điệp đã được trừ khử rồi. Lục Cận Phong châm một điếu thuốc, nói tối hôm đó hai chúng ta cãi nhau, ngay lập tức đã phát hiện tin tức trong nhà đã có người liên lạc ra bên ngoài. Hai mắt Tô Yên căng ra, vì thế tối hôm đó là anh cố tình cãi nhau với em. Lục Cận Phong gảy tàn thuốc, một nửa là đúng, em quả thật thiếu đòn. Nói gì vậy, nghĩ kỹ đi rồi hãng nói chuyện. Tô Yên giả vờ tức giận, bóp cổ Lục Cận Phong, nói lại lần nữa xem. Lục Cận Phong dùng ánh mắt thâm thúy liếc nhìn Tô Yên, hôn cô một cái nói, anh nói em, thiếu đòn. Nói xong anh xoay người áp Tô Yên dưới thân, cần chỉnh đốn thêm lần nữa. Lục Cận Phong, anh ăn vậy có tiêu hóa nổi không? Tô Yên cười đáp, cẩn thận sắt mài thành kim. Thời thanh niên không mài, già rồi sẽ không mài nổi nữa. Quả nhiên, vợ chồng cãi nhau, đều là, làm hòa ở trên giường. Đám người đang ăn đồ nước ở trong vườn, cũng đợi đến khi trời hửng sáng mới quay về phòng ngủ. Quả nửa đêm, Lâu Doanh tỉnh dậy đi vệ sinh, lúc đi qua phòng của Vạn Nhất, cửa không khóa, cô ta mơ hồ đi vào. Trong phòng rất tối. Nhưng các phòng ở biệt thự này đang bày trí gần giống nhau, dựa vào cảm giác là có thể tìm được giường ở đâu. Lâu Doanh nằm lên giường, cô ta kéo chăn nói, Phi Minh, chia cho tớ một nửa chăn với, tớ uống hơi nhiều rượu, đau đầu. Trong đêm, Vạn Nhất lộ ra nụ cười thích thú, đây là giường của tôi, phòng của tôi. Lâu Doanh lập tức xoay người, đôi mắt làm quen với bóng tối, đại khái có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt đối phương, ôi đệt, Phi Minh, sao cậu biến thành đàn ông rồi? Lâu Doanh vươn tay sờ ngực, phẳng rồi. Nhưng mà cảm giác tiếp xúc thật thích. Vạn Nhất tóm tay cô ta, ghé sát tai cô mê hoặc nói, rượu tối nay thế nào? Hậu vị có chút nặng, uống say rồi, đầu hơi choáng. Lâu Doanh ôm mặt Vạn Nhất, gà luộc, có phải anh lại hạ gì vào trong rượu rồi không, nóng quá. Hừ, Vạn Nhất cười cười, một lúc nữa sẽ hết nóng. Ngày hôm sau, trời tờ mờ sáng. Lâu Doanh chân không lén lút quay về phòng mình. Thấy Bạch Phi Minh vẫn ngủ, cô ta nhẹ nhàng chui vào ổ, còn chưa nằm xuống, Bạch Phi Minh đã mở miệng, đây là lại ăn bữa khuya. Lâu Doanh, Phi Minh, cậu tỉnh rồi. Ừ, Bạch Phi Minh ngồi dậy, từ lúc nửa đêm cậu rời đi, tớ đã không ngủ tiếp, đến phòng bếp sao?
Lâu Doanh làm sao có thể giấu được Bạch Phi Minh, chỉ có thể thành thật khai, uống say rồi, vào nhầm phòng. Bạch Phi Minh mặt không buồn cảm lột trần cô ta, rượu đó không khác nước ngọt là mấy, cậu uống một thùng còn không sao, cậu còn có thể uống say. Cậu chính là rượu không say người, người say rượu. Hi hi, Lâu Doanh cười đùa, Phi Minh, cậu tin tớ, thật sự là uống say, bây giờ đầu vẫn còn choáng. Tớ thấy cậu là ăn khuya nhiều quá, no rồi. Bạch Phi Minh khoanh tay trước ngực, nghiêm túc nhìn cô ta, cậu đã ăn người ta mấy lần rồi, còn mượn cớ uống say để dở thói lưu manh, cũng không chịu trách nhiệm, quan hệ của hai người là sao? Lâu Doanh liếm môi, chỉ là có hơi thèm cơ thể anh ta, nhưng mà để tớ lấy anh ta á, thật sự là tớ không làm được. Bạch Phi Minh tổng kết bằng một câu, gái tồi. Phi Minh, sống là phải hưởng thụ, chúng ta thế là gọi là biết sống, tận hưởng lạc thú trước mắt, nghĩ nhiều như vậy làm gì, kết hôn có tốt như vậy không? Làm gì có chuyện nam nữ làm chuyện đó xong, là nhất định phải kết hôn chứ? Cậu nhìn mẹ tớ xe, nhìn Lệ Quốc Minh xem, có các tiền lệ bày ra đó, làm sao tớ phải nhảy xuống mồ chôn của hôn nhân chứ? Lâu Doanh nắm tay, nói tớ quyết định rồi, chỉ cần gà luộc trung thành với tớ, tớ có thể che chở anh ta cả đời. Chương 419, đụng phải một người phụ nữ có thai. Lâu Doanh cười ngượng ngập, Phi Minh chai rượu mà tớ uống tối qua, thật sự rất mạnh, có lẽ gà luộc lại bỏ thứ gì vào trong rồi. Lâu Doanh, rượu chỉ là cái cớ vạn nhất cho cậu lý do lật đổ anh ta mà thôi, anh ta đang thăm dò cậu, cậu còn thật sự đi. Bạch Minh Phi đã nhìn thấu trò chơi của vạn nhất, nhưng lại không nhìn thấy được dụng ý của vạn nhất. Đừng nói là rượu hoa quả, cho dù có đưa cho Lâu Doanh một chai nước mọc, chỉ cần nói chai nước lọc này uống sẽ say, Lâu Doanh cũng có thể mượn làm lý do để tỉnh dậy giữa đêm. Lâu Doanh xua tay, tớ không quan tâm anh ta thăm dò tớ hay làm gì tớ, dù sao tớ đã là uống say rồi, mất trí nhớ rồi, muốn thế nào thì thế đó. Bạch Phi Minh giơ ngón trỏ lên, cậu là trợ lý của tổ tiên Neptune. Lâu Doanh ôm mặt nói, giữa nam và nữ, không nhất thiết là loại quan hệ đó chứ. Bạch Phi Minh, tình cảm sâu sắc nhất giữa nam và nữ chính là tình yêu. Tớ làm gì đạt tới cảnh giới đó được, tớ chỉ là một dân thường thấp kém. Bạch Phi Minh thở dài nói, tùy cậu vậy, đúng rồi, tớ phải đi làm chút chuyện riêng, phải rời đi một thời gian, cậu ở đế đô đợi tớ. Không cho tớ đi cùng cậu sao? Lâu Doanh hỏi, chuyện gì? Đến cả tớ không được đi. Giữa cô ta và Bạch Phi Minh, không có thứ gọi là riêng tư. Để sau này nói đi. Bạch Phi Minh có nỗi niềm khó nói. Lâu Doanh cũng không ép hỏi nữa, được, vậy có chuyện gì có thể gọi điện cho tớ bất cứ lúc nào. Được. Bao giờ thì đi? Ngay bây giờ. Vội như vậy sao? Lâu Doanh không ngờ đến. Bạch Phi Minh gật đầu, cũng không nói thêm, Lâu Doanh cũng không hỏi nữa. Trời vừa sáng Bạch Phi Minh đã đi, cũng không chào hỏi Tô Yên. Lâu Doanh lại buồn ngủ, vì thế cũng quay về chỗ của mình ở đế đô. Vạn nhất lái xe đến cửa thì đụng phải cô ta, có cần tôi đưa cô đi một đoạn không? Không cần. Lâu Doanh hất tóc một cách tự nhiên nói, đúng rồi, tối qua, tôi uống say, anh tự hiểu. Vạn nhất phát tay trên cửa xe, cười nói, phép tắc, tôi hiểu, tối qua, tôi uống say, cô tự hiểu. Lâu Doanh vô cùng đồng tình, đúng, rượu đó, hậu vị về sau thật mạnh. Vạn nhất thật sự không tiến Lâu Doanh, đạp ga lái xe đi mất. Tô Yên và Lục Cận Phong cũng quay trở về nhà cũ của nhà họ Lục Cận Phong. Vừa về thì điện thoại của Lệ Uyển và Tô Đình Nghiêm đã một trước một sau gọi đến, có liên quan tới chuyện của Tô Duy, Tô Yên không dám nói thật, chỉ nói là Tô Duy lại cùng bạn ra nước ngoài du lịch. Một chuyện phi lý như vậy, nếu nói ra cũng chỉ là dọa bọn họ, làm bọn họ lo lắng. Tô Duy chọn con đường đó, cô cũng không khuyên nổi nữa, tất cả chỉ có thể nghe trời an bài. Chuyện của Tô Duy, sau khi Tô Yên do dự cũng chỉ nói cho một mình Lâu Doanh. Lâu Doanh nghe xong, không quá lấy làm ngạc nhiên, chỉ nói một câu, giao nhân nào gạt quả đấy, cô đây không thích vòng vo, đơn thuần là vì con người em không tim không phổi. Lâu Doanh cũng không quan tâm chuyện này, đều là người lớn, mỗi người đều có sẽ vì lựa chọn của bản thân mà phải trả giá vào một ngày nào đó. Những ngày tháng sau này, còn xem là sóng yên biển lặng. Lục Cận Phong đến công ty, Tô Yên ở nhà trông em bé, đồng thời cân nhắc về những sản phẩm xa xỉ của cô. An Hinh đã quen với công việc của mình, thậm chí còn biết đánh bóng, không hổ danh là đệ nhất mỹ nữ đế đô, tích hợp nguyên tài nguyên nhân lực. An Hinh chính là một quảng cáo sống.
Tìm thấy giá trị nhân sinh của bản thân, An Hinh cũng ngày càng thích công việc kinh doanh này, so với việc ở nhà làm mọt gạo thì có ý nghĩa hơn nhiều. Tô Yên bắt đầu lên kế hoạch tìm nhà thiết kế, tìm nguyên liệu trang sức châu báu, cũng đã đủ bận đến đầu óc rối mù. Hôm nay, cô nhận được cuộc gọi của Lâm Tuyết Lam, bảo cô và Lục Cận Phong buổi tối cùng nhau về nhà ăn cơm. Lúc này Tô Yên mới nghĩ lại, đã rất lâu rồi cô chưa đến nhà họ Lý. Phải đi thăm hỏi một chuyến mới được. Tô Yên chọn một vài trang sức hợp ý trong cửa hàng, gói cẩn thận xong chuẩn bị cầm đi tặng Lâm Tuyết Lam. Tô Yên đang đi về phía bãi đỗ xe, cô đang móc chìa khóa từ trong túi ra, đột nhiên không cẩn thận đụng phải người khác. Xin lỗi, Tô Yên liên tục nói xin lỗi, sau khi nhìn rõ thấy người bị đụng còn là thai phụ, càng áy náy hơn nói, không sao chứ. Tôi có đụng chúng chỗ nào không? Người phụ nữ có tướng mạo bình thường, khuôn mặt chỉ có thể coi ở mức tầm trung, đứa trẻ trong bụng có lẽ khoảng 4-5 tháng. Tóc dài tầm trung, mặc một chiếc váy dài rộng màu trắng, khuôn mặt trang điểm đậm. Người phụ nữ ôm bụng, biểu cảm có chút đau khổ, bụng, hơi đau. Tô Yên vừa nghe xong liền nói, tôi đưa cô đi bệnh viện, cô đừng sợ, ngồi xe của tôi. Tô Yên dìu người lên trên xe, hỏi có cần gọi điện cho người nhà của mình không? Người phụ nữ lắc đầu, tôi không có người nhà, làm phiền cô, trước tiên đưa tôi đến bệnh viện. Được. Chương 420, nhắm sang bông hoa nhài khác đi. Tô Yên đưa người phụ nữ đến bệnh viện gần đó, vì để an toàn nên cô đã đưa cô ta làm kiểm tra điện tâm đồ, siêu âm B, xét nghiệm máu cùng đủ các thể loại kiểm tra xét nghiệm khác. Tô Yên luôn túc trực bên cạnh cô ta. Sau một loạt kiểm tra, cô lại cùng người phụ nữ đó chờ báo cáo kết quả xét nghiệm. Bụng cô còn đau không? Tô Yên rót một ly nước ấm cho người phụ nữ nọ. Người phụ nữ lắc đầu cười, tốt hơn nhiều rồi, cảm ơn cô đã đưa tôi đến bệnh viện. Đây là điều nên làm mà, thật ngại quá. Tô Yên cảm thấy cực kỳ có lỗi, có cần tôi gọi điện thoại cho chồng cô không? Cô cứ một thân một mình thế này dễ khiến người khác lo lắng lắm. Ánh mắt người phụ nữ nọ ảm đạm, cô ta cúi đầu nói, tôi và chồng đã ly hôn rồi, anh ta ngoại tình. Người cha duy nhất của tôi năm ngoái cũng đã chết vì bạo bệnh, trong nhà chỉ còn lại một mình tôi mà thôi. Giọng điệu của người phụ nữ đầy vẻ bi thương. Xin lỗi, Tô Yên không ngờ mình lại chọc vào chỗ đau của người khác, à phải rồi, tên tôi là Tô Yên. Tên tôi là Hứa Nguyên. Trong lúc chờ kết quả xét nghiệm, Tô Yên biết được Hứa Nguyên không phải là người nơi đây, cô ta là người từ phương xa được gả tới đây. Sau khi mang thai, cô ta phát hiện chồng mình có bổ nhí bên ngoài. Vậy nên cô ta đã lựa chọn ly hôn. Để có thể ly hôn thuận lợi, cô ta đã ra đi tay trắng, không đòi hỏi bất cứ tài sản gì từ nhà chồng. Hứa Nguyên hiện đang làm việc trong một cửa hàng hoa, nhân khi còn chưa sinh con, cô ta phải tiết kiệm tiền. Nghe xong câu chuyện của Hứa Nguyên, Tô Yên có đôi phần thương cảm, làm mẹ đơn thân chẳng phải chuyện dễ dàng gì cho cam, cô ta còn quyết định ly hôn ngay lúc đang mang thai, để làm được như vậy thực sự cần lòng quyết đoán và rất nhiều dũng khí. Sau khi làm phiếu kết quả xét nghiệm, bác sĩ nói không có vấn đề gì, sau này cẩn thận chút, nghỉ ngơi nhiều hơn, chú ý chế độ dinh dưỡng. Tô Yên hỏi, cô sống ở đâu, để tôi đưa cô về. Thôi, cô làm vậy tôi ngại lắm. Hứa Nguyên từ chối, tôi tự bắt taxi về được rồi, không cần phiền phức như vậy. Dù sao thì tôi cũng lái xe đến, đưa cô về cũng nhanh không ấy mà, đừng khách sáo. Vậy, được rồi, tôi sống trong khu chung cư Hoa Mãn Đình. Nghe đến địa chỉ này, Tô Yên sửng sốt một hồi. Trước kia cô cũng sống ở khu chung cư Hoa Mãn Đình. Tôi khá quen đường khu đó, tại ngày trước tôi cũng từng sống ở đó mà, gần lắm. Lên xe đi, tôi đưa cô về. Thật hả, vậy hai ta có duyên thật đấy. Hứa Nguyên cười nói, vậy tôi không khách sáo nữa. Hứa Nguyên là một người phụ nữ rất dịu dàng, Tô Yên cảm thấy hai người họ khá hợp nhau. Dọc đường đi. Hai người họ chủ yếu trò chuyện về vấn đề con cái. Hứa Nguyên hỏi, Tô Yên, cô kết hôn rồi nhỉ? Ừ, đẻ được 4 đứa luôn rồi. Tô Yên vừa lái xe, vừa cười nói, 4 đứa con trai. Cô có phúc thật đấy. Hứa Nguyên sờ bụng mình, nói, tôi vẫn chưa biết trong đây là con trai hay con gái. Trai gái đều tốt mà. Ừ, đều tốt như nhau. Hứa Nguyên hỏi, Tô Yên, cô có định sinh thêm 1 đứa con gái không? Chồng tôi cũng muốn có thêm 1 đứa con gái lắm. Tô Yên nhắc đến Lục Cận Phong, trên mặt không khỏi nở nụ cười hạnh phúc, cơ mà chuyện này còn phải tùy duyên, sinh con trai hay con gái không phải chuyện chúng ta quyết định được.
Ánh mắt Hứa Nguyên xẹt qua một tia khác thường, nụ cười vẫn giữ trên môi, nghe giọng điệu của cô là biết chắc chồng cô yêu cô nhiều lắm. Đương nhiên rồi. Tô Yên rất có tự tin trong chuyện này, nếu trên đời này còn có chuyện gì có thể khiến người ta tin tưởng tuyệt đối, vậy chuyện đó chắc chắn là anh ấy yêu tôi rất nhiều. Cô tin tưởng chồng mình đến vậy sao? Hứa Nguyên ghen tị nói, tình cảm hai người tốt thật đấy. Tin tưởng là nền tảng của hôn nhân mà. Trong lúc nói chuyện, xe đã đến cổng khu chung cư Hoa Mãn Đình. Tô Yên khách sáo hỏi, Hứa Nguyên, có cần tôi đưa cô vào không? Lần này Hứa Nguyên không khách sáo nữa, làm phiền cô. Tô Yên ngẩn người, cười nói, không phiền. Xe chạy vào khu chung cư rồi dừng lại. Tô Yên đỡ Hứa Nguyên vào thang máy. Hứa Nguyên sống một mình trên tầng 8. Cửa nhà mở ra, cả căn phòng tràn ngập hương thơm, bày đầy hoa tươi. Hứa Nguyên nói, cửa hàng hoa hơi nhỏ nên tôi đặt một ít ở nhà. À đúng rồi, Tô Yên, cái này cho cô. Hứa Nguyên nhiệt tình cầm một bó hoa hướng dương đưa cho Tô Yên. Hoa hướng dương tượng trưng cho tình yêu, mang ý nghĩa dù ở nơi đâu, dù phải xa cách thì tình yêu ấy vẫn hướng về phía nhau như những bông hoa hướng dương luôn hướng về mặt trời. Cảm ơn cô, Tô Yên cười nhận lấy, cô phải tự chăm sóc mình cho tốt đấy. Tôi còn có việc cần làm, đi trước nhé. Được, vậy tôi không giữ cô lại nữa. Hứa Nguyên nhiệt tình tiễn Tô Yên ra cửa, tận mắt nhìn Tô Yên đi vào thang máy. Đợi Tô Yên đi khỏi, Hứa Nguyên đóng cửa nhà rồi bước tới cạnh cửa sổ, núp cả người sau rèm cửa nhìn Tô Yên đi từ thang máy ra, nhìn cô lên xe. Khi Tô Yên đến nhà họ Lý cũng đã gần 8 giờ. Mọi người đang đợi cô cùng ăn tối. Lục Cận Phong đến sớm hơn Tô Yên một chút. Lục Cận Phong hỏi, sao lâu như vậy mới tới? Tô Yên đã gửi tin nhắn cho Lục Cận Phong lúc cô rời khỏi cửa hàng, cô sẽ đến nhà họ Lý trước, không đi cùng Lục Cận Phong. Lục Cận Phong làm xong công việc của mình mới đi nhưng lại đến sớm hơn cả Tô Yên. Em đưa một sản phụ đến bệnh viện kiểm tra, tại em không cẩn thận đụng phải người ta. May mà không bị làm sao. Tiểu Yên. Ngồi xuống ăn đi. Hôm nay làm riêng cho con món sườn xào chua ngọt, cả canh bí đao nữa này. Lưu Tuyết Lam cười bước ra từ nhà bếp. Lý Mộc Sinh nở nụ cười từ ái, Tiểu Yên, mẹ nuôi của con từ chiều đã bắt đầu bận bịu làm cơm tối, lâu lắm rồi bố mới được ăn đồ mẹ nuôi con nấu đấy. Lưu Tuyết Lam hừ một tiếng, ai bảo ông kén cá chọn canh làm chi, này không ăn kia cũng không ăn, sau này muốn ăn gì thì đi mà kêu chị Vương làm cho, đừng kêu tôi. Tôi ấy à? Không phục vụ nổi ông đâu. Đấy, con xem đi, mới nói vài câu đã giận rồi. Lý Mộc Sinh cười nói, Tiểu Yên, con phải thường xuyên tới đấy nhé, phải thế thì cha nuôi con mới có lộc ăn. Vợ chồng Lý Mộc Sinh vốn nổi tiếng là cực kỳ ân ái. Tô Yên cười nói, chỉ cần cha nuôi không chê con phiền, con đây nguyện ngày ngày tới cọ cơm. Ánh mắt Lục Cận Phong tràn ngập vẻ dịu dàng, khóe miệng hơi nhếch lên, tính cả con nữa. Chê là chê thế nào? Cha mẹ còn đang mong hai đứa hôm nào cũng tới đây. Lưu Tuyết Lam cười không khép được miệng, hôm nào nhớ đưa cả bé ba với bé tư tới nữa nhé, lâu lắm rồi không được gặp hai đứa nó. Lưu Tuyết Lam đưa cho Tô Yên một bát canh bí đao, uống chút canh trước đi. Dạ, Tô Yên nhấp một ngụm, vô thức nhíu mày. Không ngon hả, Lưu Tuyết Lam tự múc một thìa nếm thử, hỏng rồi, cho hơi nhiều muối, mặn quá, để mẹ đi nấu lại. Mẹ nuôi. Không cần phiền phức thế đâu, ăn cũng ngon mà, còn có những món khác nữa, như vậy đủ ăn rồi. Đang nói chuyện thì Lý Văn về, ăn tối rồi ạ. Đúng là đến sớm không bằng đến đúng lúc. Khát quá, cho con bát canh uống tạm trước đi. Lý Văn uống một ngụm lập tức phun ra, mẹ, sao mẹ cho nhiều muối thế? Sắc mặt Lưu Tuyết Lam lập tức đanh lại, muốn không mặn thì tự đi mà nấu đi. Lý Văn, đấy đúng là mẹ ruột rồi, không còn nghi ngờ gì nữa. Tô Yên và Lục Cận Phong nhìn nhau, im lặng ăn cơm uống canh. Lý Văn không cam lòng, mẹ, con là con ruột của mẹ mà, mẹ có thể nào đối xử với con thân thiện hơn chút được không? Từ khi con bắt đầu theo đuổi Hinh Hinh là mẹ khó chịu ra mặt với con luôn á. CS, chương 421, xe hoa cưới chồng như ý. Tinh thần kiên trì quyết không từ bỏ của Lý Văn thực sự rất đáng khâm phục. Nhưng tính tình An Hinh cực kỳ chanh chua đanh đá, EQ của Lý Văn không đủ dùng, ca này khó nhằn. Lý Văn trợn trắng mắt nhìn Tô Yên, chị này, chị còn có mặt mũi mà cười em hả? Lần trước chị xúi dại em mua thuốc cầm máu, sau đó Hinh Hinh cho em ăn bơ tận một tháng. Bà dì đến thăm lại đi mua thuốc cầm máu,
Lý Văn chắc chắn là nạn nhân của chứng bệnh trai thẳng giai đoạn cuối quái ác. Tô Yên còn gì để nói đây? Lục Cận Phong gắp một miếng xương sườn cho Tô Yên rồi quay qua nói với Lý Văn, anh kiến nghị cậu đến tìm Vạn Nhất mà học hỏi, cậu ta cô gái khá là lành nghề đấy. Tô Yên lặng lẽ liếc nhìn Lục Cận Phong, Vạn Nhất cô gái lành nghề á hả? Suy nghĩ kỹ một hồi thì thấy anh ta đúng là có hơi cao tay thật, chỉ dùng một chiêu giả heo ăn thịt hổ đã làm Lâu Doanh hơi liêu siêu rồi. Mặc dù trên hình thức chưa có tiến triển, nhưng trên thực chất vẫn có bước tiến khá đáng kể. Lý Văn mừng rỡ trong lòng, cảm kích đến mức đánh rơi cả đôi đũa, cầm chặt tay Lục Cận Phong kích động, anh rể, chỉ có anh là trọng nghĩa thôi, phiền anh rể giúp em nối máy với tổ tư vấn. Lý Văn không quen Vạn Nhất, tự dưng chạy đến nhờ Vạn Nhất giúp đỡ thì đường đột quá. Không thành vấn đề. Lý Văn vui vẻ, ân cần niềm nở bưng cơm rót nước cho Lục Cận Phong rất chi là lễ phép. Lý Mộc Sinh không nói gì, nếu con trai ông làm thân được với đám Lục Cận Phong và Vạn Nhất thì đó mới là một món hời thực sự. Khi hai người họ ăn cơm tối xong, rời khỏi nhà họ Lý, đồng hồ đã điểm 10 giờ tối. Lục Cận Phong lái xe của Tô Yên tạm thời để ở nhà họ Lý. Tô Yên chuyển bó hướng dương được Hứa Nguyên tặng lên xe của Lục Cận Phong, về nhà thôi, em nhớ con quá. Hoa này đẹp đó, Lục Cận Phong liếc nhìn rồi thuận miệng khen một câu. Hoa này là đồ của sản phụ em đụng phải tặng cho em. Cô ấy làm việc trong một cửa hàng hoa, Tô Yên nói, hoàn cảnh của cô ấy đáng thương lắm. Nhà mẹ đẻ không còn ai, chồng lại bội bạc. Cô ấy đang mang thai mà phải một mình kiếm sống ở đế đô này. Cô ấy bảo mình rất ghen tị với em, vì em có một người chồng tốt. Nói xong, Tô Yên nắm tay Lục Cận Phong, tựa đầu vào vai anh. Đáy mắt Lục Cận Phong mang theo ý cười. Miệng lại nói cực kỳ nghiêm túc, anh đang lái xe đấy nhé, ngồi yên đi, đừng có chỏng ghẹo tài xế. Tô Yên nhìn anh cười cười, ngắt eo anh một cái, còn giả đò nghiêm túc với em. Yên Yên, Lục Cận Phong nghiêm túc thành thật hỏi, hôm nay có phải ngày rụng râu của em không? Làm gì? Tô Yên đơ người giây lát, lập tức hiểu ý Lục Cận Phong, cô bèn nhanh chóng buông tay ra. Lục Cận Phong mỉm cười, đạp ga, tăng tốc trở về nhà cũ của nhà họ Lục. Về đến nhà xuống xe, Tô Yên cầm hoa hướng dương muốn chuồn vào phòng em bé, em đi xem con thế nào. Lục Cận Phong bế ngang cô lên, Yên Yên, đêm xuân đáng giá nghìn vàng, anh thấy chúng ta nên đi chồng người trước đã. Tô Yên xấu hổ che mặt. Bao nhiêu người làm trong nhà đến hóng chuyện, Lục Cận Phong bế Tô Yên lên lầu đi vào phòng ngủ, cái dáng vẻ vội vàng sốt sắng đó hệt như một tên nhóc trai trai 18 tuổi. Trước khi vào phòng, Lục Cận Phong dặn dò người làm trong nhà, nhớ trông nom bé ba với bé tư cho tốt. Vâng, thưa cậu, cô người làm cười tâu toét. Mặt Tô Yên càng đỏ hơn. Dạo này Lục Cận Phong đang dốc lòng với kế hoạch chồng người của mình. Để sinh được một mụn con gái, Lục Cận Phong đã tìm đến một số phương pháp cổ truyền, thậm chí còn dán đầy áp phích bé gái trên tường phòng ngủ. Tô Yên dở khóc dở cười, nhưng cùng lúc đó cô cũng cảm thấy vô cùng ấm lòng. Cô hy vọng những ngày tháng sau này có thể mãi êm đềm và hạnh phúc như thế này. Bé ba và bé tư chậm chậm lớn lên, thành tích học của Hạ Phi và Hạ Vũ mặc tốt, ông cụ Lục dưỡng lão trên núi đào hoa, cảm tình hai vợ chồng hòa thuận, đây là điều ước lớn nhất của Tô Yên rồi. Sau khi Tô Yên trở về từ Vương Bài, cô không nghe được tin tức gì từ Tô Duy, nhưng khi đưa bọn trẻ đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe định kỳ, cô đã gặp Tô Vân. Tô Vân đưa con gái đến bệnh viện tiêm phòng. Lúc đó Tô Yên và Lệ Uyển đang mỗi người đẩy một cái xe đẩy em bé thì gặp Tô Vân ở hành lang. Tô Vân đã không còn ấn tượng gì về Lệ Uyển nữa, đã lâu không gặp Tô Yên, thấy cuộc sống của Tô Yên toàn vẹn như vậy, bản thân lại là một người mẹ đơn thân đã ly hôn nuôi một đứa con gái, tâm lý cô ta đột nhiên hơi mất cân bằng. Người phụ nữ này ấy mà, cứ lúc nào tâm lý mất cân bằng là lại phải tuôn ra vài câu chua ngoa. Ê, đã lâu không gặp. Tôi còn tưởng cô lại đắc tội với ai đó mà xảy ra chuyện rồi chứ. Tô Vân đi tới, liếc mắt nhìn đứa bé trong xe đẩy, trông không giống Lục Cận Phong chút nào. Tô Yên cười lạnh, cô mồm mép như vậy, xem ra lại muốn được dạy cho bài học hả? Nói đùa thôi mà. Sao nào, đùa cũng không cho à? Tô Vân nói với vẻ mặt ngứa đòn, mạng cô cũng lớn đấy, nhưng mà đắc tội với nhiều người quá rồi. Tự biến mình thành tội phạm truy nã được cũng tài thật chứ. Tô Vân ôm con gái, trong lòng rõ ràng là đố kỵ ghen ghét, ngoài miệng lại nói toàn lời chanh chua. Dưới góc nhìn của Tô Vân, Tô Yên là người đã đánh cắp mọi thứ của cô ta.
Có lúc cô ta nghĩ thông suốt được, có lúc lại hoàn toàn đi vào bế tắc. Nếu ban đầu cô ta gả cho Lục Cận Phong thì bây giờ cô ta đã là mợ Lục được người người kính trọng ngưỡng mộ rồi. Lệ Uyển nhíu mày, vừa định nói gì đó thì Tô Yên đã đốt lại nhẹ như mây như gió, phải rồi, dì Tần ở trong đó vẫn khỏe chứ. Đã ở trong gần 2 năm rồi, không biết dì đã học ngoan, đã nhận được bài học hay chưa nữa. Tần Phương Linh hoàn toàn là con cừu thế tội của Tô Vân. May, Tô Vân đỏ mặt một hồi, cô ta vẫn luôn cảm thấy có lỗi với Tần Phương Linh, đó là mẹ cô ta, cơ mà lúc đó cô ta đổ tội cho người khác cũng dứt khoát lắm cơ. Tô Yên liếc nhìn đứa bé trong tay Tô Vân, vì đứa bé, tôi khuyên cô làm người cho tốt, cay cú chửi rủa tôi cũng vô dụng thôi. Tô Vân buột miệng, người kết hôn với Lục Cận Phong lẽ ra phải là tao, mày chẳng khác nào kẻ trộm lấy đi tất cả những gì thuộc về tao. Tô Yên thấy hơi buồn cười, logic kiểu gì thế này? Đang nói thì một chất giọng quen thuộc truyền đến. Hướng Nam, anh nhìn xem con gái của chúng ta giống anh biết bao nhiêu, trông đáng yêu quá đi. Đây là giọng của Vạn Linh San. Hôm nay đúng là ngày lành tháng tốt, cả đám rủ nhau đưa con đến bệnh viện. Sở Hướng Nam cùng Vạn Linh San đưa con đi khám sức khỏe cũng vừa từ phòng làm việc của bác sĩ đi ra, mấy người gặp nhau ở hành lang đều tỏ ra khá kinh ngạc. Duyên số gì đây? Tâm trạng của Sở Hướng Nam là phức tạp nhất, trước mặt anh ta bây giờ là vợ hiện tại, vợ cũ và bạn gái cũ. Ánh mắt Sở Hướng Nam vẫn hướng đến phía Tô Yên trước tiên, trên mặt bất giác nở nụ cười. Đối với một người đàn ông, tình đầu luôn khó quên nhất. Tô Vân chú ý tới ánh mắt của Sở Hướng Nam, cô ta đứng trước mặt Tô Yên chặn lại tầm mắt của Sở Hướng Nam. Sở Hướng Nam, trùng hợp quá, đã gặp nhau rồi thì anh đưa tiền trợ cấp nuôi con tháng này cho tôi luôn đi. Tô Vân có thiếu tí tiền trợ cấp nuôi con đó không? Chắc chắn không thiếu. Nhưng cô ta phải khiến Sở Hướng Nam và Vạn Linh San cảm thấy ghê tởm mới thỏa. Quả nhiên Vạn Linh San lập tức không vui, con gái của cô, tại sao cô lại bắt chồng tôi đưa tiền trợ cấp nuôi con? Không nhận hả? Vậy được rồi, làm xét nghiệm quan hệ cha con đi, tìm truyền thông đến đưa tin làm ầm ĩ lên, đến tòa án, tôi xem tòa án sẽ quyết định như thế nào. Tô Yên khá là ngạc nhiên. Đầu óc Tô Vân tự nhiên dùng tốt thế, chỉ số thông minh cũng tăng lên đáng kể rồi. Quả nhiên chỉ cần không bị lũy tình yêu ám vào người thì chẳng có người phụ nữ nào là ngu ngốc cả. Vạn Linh San cũng bắt đầu nóng máu, Tô Vân, cô đừng hòng uy hiếp tôi, cô không biết xấu hổ dụ dỗ chồng tôi, bây giờ còn muốn bảo tiền nuôi con, cô nghĩ tôi đây dễ bắt nạt thật hả? Một tay làm sao vỗ ra tiếng, Tô Vân nhìn Sở Hướng Nam với đôi mắt cực kỳ đau buồn. Miệng lại buông ra mấy lời xấu xa, à này, tối hôm qua tôi thấy chồng cô ra khỏi khách sạn 4 mùa rồi lên xe với một em người mẫu tươi non mơn mởn đấy, còn ôm eo người ta nữa. Con mèo này muốn đi ăn vụng, cô nghĩ mình cản được chắc. Vạn Linh San tức nổ phổi, Sở Hướng Nam, anh giải thích cho tôi chuyện gì đây, không phải anh nói tối hôm qua phải tăng ca sao? Sở Hướng Nam bật chế độ mở to mắt nói dối, anh tăng ca thật mà, em đừng nghe con mụ Tô Vân điên khùng kia khua môi múa mép. Tô Yên lười xem ân oán tình thù của ba con người này, lập tức cùng Lệ Uyển đẩy xe đẩy đi vào thang máy. Đột nhiên, một người quen xuất hiện trước mặt cô. Trái tim Tô Yên chớp mắt căng chặt. Lục Gia Hành. Thích. Theo dõi. Quà. Vote. 71. 4212. 14933. 354. Bình luận nổi bật. Tổng số một câu trả lời. Lý Yến. Tiếp. Một ngày trước. Viết bình luận. Chương 422, cơ thể lâu doanh hỏng rồi. Từ sau khi Lục Thừa Mẫn bị bắt đi, Lục Gia Hành cũng không xuất hiện lần nào, sao đột nhiên giờ ông ta lại xuất hiện rồi? Chẳng lẽ là do cô hoa mắt? Tiểu Yên, Lệ Uyển lớn tiếng gọi, con nhìn thấy gì vậy? Mẹ, hình như con gặp người quen, không có gì, đi thôi. Tô Yên vừa đẩy chiếc xe đẩy dành cho trẻ sơ, vừa nói, mẹ, phải nhờ mẹ đưa bé ba bé tư về nhà họ Tô trước rồi, con phải vào cửa hàng một lát. Đi đi, phụ nữ cũng cần có sự nghiệp của riêng mình, cứ giao các cháu cho mẹ là được. Lệ Uyển nói, vừa hay đưa hai đứa bé này về nhà sẽ khiến mấy người kia có việc để làm, đỡ để bọn họ rảnh rỗi cãi vã lẫn nhau. Hiện giờ đồng chí Tần cứ thích lên nước làm khó người khác, lúc nào cũng kiếm cớ cãi nhau. Hai người này cứ một ngày một trận cãi nhau nhỏ, ba ngày lại được trận cãi nhau to. Mẹ mà cứ tiếp tục như vậy với đồng chí Tần thì cũng không phải cách,
Sao nào, chẳng lẽ muốn cãi nhau tới giả hay sao? Nhắc tới Tần Chấn Lâm, sắc mặt Lệ Uyển lại trở nên khó coi, ông ấy đúng là kiểu ăn no rừng mỡ không có chuyện gì làm. Vậy hai người, có còn khả năng không? Tô Yên thẳng thừng hỏi. Là một đứa con gái, Tô Yên vẫn hy vọng hai người bọn họ có thể ở bên nhau, mong trong lòng bọn họ vẫn còn có đối phương, đã phí hoài mất 20 năm trời, mà đời người, làm gì có được mấy lần 20 năm. Lệ Uyển im lặng, bà ấy hơi chần chừ rồi lại buồn bã nói, mẹ đã tới tuổi này rồi còn nói gì tới làm những thứ đó, Tiểu Yên, con mau vào cửa hàng đi, mẹ đưa bọn trẻ về được rồi. Mẹ, trước đây mẹ đã nói với con là muốn sống cho bản thân mình, sao giờ lại sợ sệt nhiều thứ quá vậy? Tô Yên hỏi, có phải bởi vì chú Thương Quan không? Thương Quan Ân đã làm bạn với Lệ Uyển mười mấy năm, tình cảm đó của bọn họ quả thực rất sâu sắc. Lệ Uyển cười, cái người này ấy hả, càng già càng thụt lùi, Tiểu Yên, tình ý của chú Thương Quan của con vô cùng sâu nặng, mẹ không thể nhận lời ai, cũng không thể phụ lòng ai được. Dường như Tô Yên đã hiểu ý của bà, cô không nói gì nữa, bèn giao con lại cho Lệ Uyển sau đó đi vào cửa hàng. Tô Yên nhớ tới tiệm hoa của Hứa Nguyên gần với cửa hàng của mình, thế là cô bèn dừng xe, định bụng vào tiệm hoa thăm Hứa Nguyên một lát. Cô vừa bước vào cửa hàng đã đi lướt qua một người đàn ông tay cầm bó hoa bách hợp, suýt thì đụng chúng anh ta. Lúc đầu cô không phản ứng kịp, đợi tới khi người đàn ông kia đi xa rồi, Tô Yên mới nhớ ra đó là Chu An. Người đàn ông vừa nãy là Chu An. Tô Yên lại vội vàng chạy ra khỏi tiệm hoa. Vừa đúng lúc nhìn thấy Chu An đang ngồi lên một chiếc taxi chuẩn bị rời đi. Tô Yên! Tiếng gọi của Hứa Nguyên vang lên đằng sau lưng, giọng điệu toát ra vẻ vui mừng, cô tới mua hoa sao? Tô Yên ngoảnh lại, hỏi, người đàn ông lúc nãy. Cô hỏi người mua hoa bách hợp sao? Sao vậy? Hứa Nguyên nhìn theo hướng Chu An rời khỏi, vẻ mặt ngơ ngác không hiểu, bèn nói, hình như anh ta mua hoa để tới viếng bạn. Tô Yên, cô quen anh ta sao? Bạn cô à? Tôi có quen, nhưng không thân thiết, cũng không phải bạn bè gì. Tô Yên lắc đầu, hôm nay Hứa Nguyên ăn mặc đơn giản, mái tóc dài được búi gọn lên, vẫn trang điểm đậm như xưa, lớp phấn cô ta đắp lên mặt quả thực rất dày. Hứa Nguyên, gần đây cô thấy thế nào? Cũng ổn, đứa bé hay đạp bụng tôi lắm. Hứa Nguyên mỉm cười, rồi lại tỏ ra buồn bã, tôi không có bạn ở đế đô, chỉ mong tới lúc sinh con sẽ không xảy ra vấn đề gì, Tiểu Yên, tôi hơi sợ. Nhớ tôi chết thì sao, con của tôi phải làm sao, tôi không quá hiểu mọi thứ, một người phải nuôi con như thế nào đây, nhất định sẽ rất lúng túng vụng về. Tô Yên trấn an, thả lỏng chút, không phải sợ. Tô Yên. Hứa Nguyên nắm lấy tay Tô Yên, tới lúc đó cô có thể tới bệnh viện cùng tôi sinh em bé không? Có người quen bên cạnh, tôi sẽ vững tâm hơn một chút. Được chứ, Tô Yên nghĩ cho hoàn cảnh của Hứa Nguyên, cũng có thể vì cô cũng là một người mẹ. Cho nên không còn cách nào từ chối thỉnh cầu này của cô ấy. Hai người đều là phụ nữ, nếu có thể giúp đỡ được cô ấy thì cô sẽ giúp. Thật sự tốt quá, như vậy thì tôi yên tâm rồi. Hứa Nguyên thấy vậy thì vui mừng, bèn tặng cho Tô Yên một bó hoa sao, Tô Yên, tặng cô này. Cảm ơn cô. Tô Yên mỉm cười nhận lấy, vậy cô cứ làm việc đi, tôi cũng sang cửa hàng đây, có chuyện gì thì có thể gọi điện thoại cho tôi bất cứ lúc nào. Được, Tô Yên. Thật sự cảm ơn cô nhiều lắm. Hứa Nguyên cúi người trước Tô Yên, bộ dạng vô cùng kính trọng. Hứa Nguyên giống như một đóa lục bình không có rễ, không nơi nương tựa ở đế đô này, lại còn đang có thai, một thân một mình rất khó khăn, muốn kết giao với vài người bạn để nhờ và giúp đỡ cũng là điều dễ hiểu. Tô Yên không nghĩ nhiều, cô cầm bó hoa trở về cửa hàng. Cửa hàng hôm nay hơi vắng vẻ, An Hinh đã tới từ sớm, cô ấy đang làm công việc chăm sóc khách hàng rất chuyên nghiệp. Tô Yên cắm bó hoa sao vào lọ, nhớ ra lâu rồi không thấy Lâu Doanh đâu, thế là cô bèn mở điện thoại ra gọi video với cô ấy. Cuộc gọi video nhanh chóng được kết nối, hôm nay Lâu Doanh ăn mặc đậm chất gái Trung Quốc, giờ này cô ấy đang mài mực luyện chữ. Chuyện này khiến Tô Yên rất đỗi kinh ngạc. Định đi theo con đường chị gái văn hóa Trung Quốc à? Cái này không hợp với khí chất của em lắm đâu. Lâu Doanh nhấc bút chấm mực viết chữ. Này là do em rảnh rỗi không có việc gì làm nên bày việc ra làm thôi, Phi Minh rời đi đã hơn nửa tháng rồi còn chưa về, em sắp mốc hết người ở nhà rồi đây. Cái giọng điệu này nghe như vừa bị chồng bỏ. Vẫn chưa đi ra bên ngoài sao, Tô Yên khá bất ngờ, đây nào có giống phong cách của Lâu Doanh. Chẳng có hứng, ở nhà ngủ thôi.
Lâu Doanh vừa nói vừa nhíu mày, Đoạn lại vội vàng ôm ngực nôn khan. Tô Yên hỏi, sao đấy? Ăn phải đồ ăn hỏng à? Lâu Doanh xua tay trước màn hình điện thoại, cô ấy đặt bút xuống rồi lại nôn vào thùng rác. Nôn một thôi một hồi xong Lâu Doanh mới tỉnh táo lại, cô ấy ngồi phịch xuống cái ghế, khó chịu quá, em cảm giác như mình nôn hết cả tim gan phèo phổi ra ngoài, mà có ăn gì đâu, hai ngày này đều cảm thấy buồn nôn. Thích, theo dõi, quà, vote, 63, 4211, 14.933. 354. Chương 423, bảo bối của lòng tôi ơi. Tô Yên là người từng trải, thèm ngủ lại cộng thêm hay nôn khan, đây chẳng phải triệu chứng của phụ nữ mang thai sao. Nhưng Lâu Doanh làm gì có bạn trai, cô ấy có thai với ai chứ? Kể từ ngày Lâu Doanh bổ nhào vào Vạn Nhất đến nay cũng qua được mấy tháng rồi, xét về ngày tháng thì thấy không khớp lắm. Bình thường Lâu Doanh không có động tĩnh gì với Vạn Nhất, Tô Yên cũng không nghĩ là anh ta. Chắc do em cảm lạnh đó, dạo này thời tiết thất thường, phải chú ý sức khỏe, đợi xong việc chị sẽ tới tìm em. Yên tâm, không sao đâu, em khỏe như châu ấy mà, có bao giờ bị bệnh đâu. Lâu Doanh nhìn lên trần nhà, vô cùng oán hận mà nói, chắc là do em mắc bệnh tương tư, Phi Minh đi lâu như vậy rồi còn chưa quay lại, giờ em còn chẳng buồn cơm nước. Tô Yên mỉm cười, trêu chọc chị thì thấy, đợi Phi Minh quay về rồi hai đứa ra nước ngoài đăng ký kết hôn đi là vừa. Hai con mắt của Lâu Doanh bỗng sáng lên, lộ ra nét cười đều, cái này cũng được đó, nam nữ bình đẳng yêu đương, đời người tràn ngập vui vẻ. Được rồi, không tám chuyện với em nữa, chị đi làm việc đây, em ngồi mà luyện chữ tiêu khiển. Nói xong, Tô Yên bèn tắt cuộc gọi video, chuẩn bị đi kiểm hàng, lúc này Vạn Nhất cũng tới. Tô Yên trêu, ồ, khách quý tới, sao tự nhiên lại nhớ đến cửa hàng của tôi vậy? Cô mở cửa hàng lâu như vậy rồi. Đây mới là lần đầu Vạn Nhất ghé qua. Chị dâu, đừng nói vậy chứ. Vạn Nhất đưa mắt nhìn qua thiết kế trong cửa hàng, còn có trang sức bên trong quầy. Chị dâu, cửa hàng này của chị cũng to đó chứ, nhưng chị chuyên về làm phiên dịch mà sao giờ lại nhảy ra kinh doanh rồi. Nhà họ Vạn làm về mảng phim ảnh, không phải anh cũng lăn vào con đường làm xã hội đen đấy còn gì. Tô Yên nói, có gì cứ nói thẳng, không cần phải vòng vo với tôi. Tô Yên không tin Vạn Nhất tới đây chỉ để thăm thú. Vạn Nhất đứng dựa vào quầy trang sức, muốn mở miệng nói gì đó rồi lại thôi, chị dâu, tối nay tôi có tổ chức tiệc xem mắt nhiều người, chị có muốn tới xem giúp không? Náo nhiệt lắm đó. Tiệc xem mắt nhiều người. Tô Yên hơi híp mắt lại, trong đó chắc chắn có bẫy. Chị dâu, nghe chị nói thế tôi lại nảy ra ý đồ xấu xa, thường nghe người ta nói chị dâu cả như mẹ, chị cũng được coi như là một nửa mẹ rồi. Tới giúp tôi tham khảo một chút cũng là điều bình thường mà. Không đi, Tô Yên cứ thế từ chối thẳng, tối nay tôi phải đi tìm Lâu Doanh, sức khỏe cô ấy không được tốt, tôi phải tới thăm, anh muốn đi xem mắt thì cứ việc tự mình đi. Hai người Lâu Doanh và Vạn Nhất này, Tô Yên cũng không hiểu rõ lắm. Hoàng đế không vội, mà người vội muốn chết luôn là thái giám. Tô Yên cũng không hỏi, không can dự vào, cô đứng một bên quan sát, cứ lặng lẽ phát triển là được rồi. Vạn Nhất hừ lạnh, cô ta khỏe như châu ấy, làm sao xảy ra chuyện gì được, lúc trước còn ngâm mình trong nước lâu như vậy cũng không bị làm sao cơ mà. Tô Yên nghe vậy thì cười cười, nhìn Vạn Nhất bằng ánh mắt thâm sâu, còn nói nữa, hai người đúng là sắc sảo, nói năng cũng giống nhau. Vạn Nhất tiện hỏi một câu, cô ta không khỏe chỗ nào vậy? Tô Yên cúi đầu lau trang sức, nói, buồn nôn, nôn khan, thèm ngủ. Buồn nôn, nôn khan, thèm ngủ. Mỗi một từ Tô Yên nói ra, vẻ mặt Vạn Nhất lại như ngộ ra thêm một chút. Chị dâu, Lâu Doanh đang ở đâu? Giọng điệu anh ta có hơi gấp gáp. Ở nhà đóng cửa tu luyện rồi. Tô Yên vừa dứt lời, ngẩng lên đã không còn thấy bóng dáng Vạn Nhất đâu nữa. Chạy nhanh vậy, chẳng lẽ thật sự xảy ra chuyện gì rồi? Tô Yên, lại chốt được hai đơn hàng rồi, chiều nay hai người họ sẽ tới lấy hàng đó. An Hinh đi tới, uống một hớp nước. Cực kỳ hài lòng mà nói, mình phát hiện ra mình đúng là thiên tài, quá có đầu óc kinh doanh bán hàng, đúng rồi, không phải lại có hàng mới sao, chụp ảnh sản phẩm thôi, sau đó mình sẽ gửi vào vòng bạn bè, có khi lại chốt được thêm mấy đơn nữa. Đúng rồi, Hinh Hinh của mình thật sự là mèo thần tài, lúc nào cũng có nguồn khách hàng rồi rào hết. Tô Yên thuận miệng nói, chỉ dựa vào cậu có khá nổi tiếng trong vòng bạn bè, lại là con người hiện đại luôn biết thay đổi mốt,
nếu mà livestream bán hàng, có khi chúng ta sẽ kiếm được gấp đôi luôn. Đúng vậy. An Hinh vỗ đầu, nói, đây quả là ý hay, Tô Yên, tới lúc đó chúng ta cùng nhau ra nước ngoài, chưa bàn đến khuôn mặt của hai chúng ta rất ăn phấn, chỉ dựa vào thân phận của bọn mình, nếu dốc sức cho bên đó thì nhất định sẽ được rất nhiều người hưởng ứng. Tô Yên vừa cười vừa nói, vậy chẳng phải chúng ta sẽ trở thành mấy người nổi tiếng trên mạng sao? Chắc chắn là như vậy rồi. An Hinh chắp hai tay lại, bày ra vẻ mặt mơ mộng, nói, người vợ yêu dấu của cậu cả Lục tập đoàn Lục Thị livestream bán hàng trực tiếp, tiêu đề giật gân như vậy, nhất định sẽ thu hút người xem và kiếm về cho chúng ta bộn tiền. Tô Yên làm động tác bắn súng vào đầu An Hinh, được đó, cái đầu này càng lúc càng hữu dụng. Tô Yên, dường như mình đang nhìn thấy rất nhiều tiền rơi lả tả vào trong túi. An Hinh lộ ra dáng vẻ mê tiền. Chẳng phải cậu coi tiền như rác sao? Đâu có giống nhau, hiện giờ mình đang phải tự lực cánh sinh lo cho cuộc sống, trước đây đều là tiêu tiền của gia đình mà. Không biết An Hinh nhớ ra chuyện gì mà bỗng sụ mặt xuống, cha mình định nghỉ hưu, giao công ty lại cho tên khốn An Minh, ông ấy vẫn luôn không ưa gì mình, tới lúc đó nhất định sẽ làm khó mình, không cho mình tiền tiêu vặt, thậm chí còn đuổi mình đi, mình sẽ phải bơ vơ đầu đường xó chợ, nghĩ thôi đã thấy thảm rồi. Miệng thì than số phận mình thảm hại, mà An Hinh vẫn có vẻ rất lạc quan. Cô ấy nói một cách cương quyết, mình là cô chủ nhỏ của nhà họ An, nhất định sẽ không chịu thua trước tên khốn kia, mình muốn kiếm được nhiều tiền hơn, lợi hại hơn anh ta. An Hinh mở miệng ra là tên khốn, chưa bao giờ Tô Yên nghe cô ấy gọi An Minh là anh. Hai người bọn họ không ưa gì nhau, cũng cự cãi châm chọc nhau nhiều năm rồi. Đang nói chuyện thì đột nhiên bên ngoài cửa hàng trở nên náo nhiệt. Tô Yên và An Hinh vô cùng tò mò, bèn nghiêng đầu nhìn ra ngoài. Ngoài cửa hàng, có 5 người đàn ông vóc người khác nhau đang mặc váy múa ba lê thiên nga màu hồng, bọn họ đang múa ba lê. Trang phục và vũ điệu hài hước của bọn họ đã thu hút vô số người đi đường, người ta vây lại xem, cười ha hả khoái chí. An Hinh trông thấy vậy cũng phụt cười, thật sự đây là loài thiên nga xấu nhất mình từng gặp. Những người này cao thấp gầy béo khác nhau, Tô Yên chợt chú ý tới người ở giữa. Tỷ lệ cơ thể của người này bình thường nhất ấy, sao nhìn anh ta có hơi quen mắt nhỉ? Mấy con thiên nga kia đang nhảy múa hăng say bèn tiến vào trong cửa hàng, vây quanh An Hinh. An Hinh cười ngặt nghẽo, mấy người kia thấy thế càng nhảy múa hăng máu hơn. Tới gần Tô Yên mới nhận ra, cái người ở giữa kia, chẳng phải là Lý Văn sao? CMN, người này vì muốn theo đuổi phụ nữ mà cũng liều mình quá rồi. An Hinh vẫn không nhận ra anh ta. Cô cứ ôm bụng cười, Tô Yên, cậu xem này, buồn cười quá đi mất, cậu xem lại còn có cả thiên nga bụng bia này, người ở giữa nhìn còn tạm tạm. Tô Yên cũng không vạch trần Lý Văn, cô chỉ im lặng xem náo nhiệt. Nhảy xong, Lý Văn và những người khác bèn xếp hàng ngay ngắn, làm động tác cúi chào rồi mới cởi mặt nạ ra, cười đến là sán lạn, Hinh Hinh, cuối cùng em cũng cười rồi, em cười lên rất xinh đẹp. Nhìn thấy Lý Văn, An Hinh không cười nổi nữa. Sao lại là anh? Anh bị thiểu năng à mà ăn mặc như thế này, nhảy xấu như vậy, nhỡ người ta chụp hình rồi đăng lên mạng thì anh đừng mơ còn được ở trong nhóm nữa đi. Với hình tượng tên hề hiện giờ của Lý Văn, nếu bị tung ảnh lên mạng thì nhất định sẽ gây chấn động lớn, anh ta là cậu chủ là họ Lý, là đứa cháu trai duy nhất. Lý Văn không để bụng lắm, anh đây không quan tâm mấy chuyện đó, chỉ cần thấy em vui là được. Tôi không vui, mau đi thay quần áo đi, mau đi đi. An Hinh đẩy Lý Văn đi thay quần áo. Vạn Nhất hùng hổ tới tận nhà Lâu Doanh, bàn tay run rẩy kích động ấn chuông cửa. Buồn nôn, nôn khan, thèm ngủ, chẳng lẽ anh ta làm bố rồi? Đại ca cho anh ta kỳ hạn một tháng, xem ra là thành công rồi. Đợi rất lâu vẫn chưa thấy Lâu Doanh ra mở cửa, Vạn Nhất sốt ruột không chờ được, bèn trực tiếp nhảy từ cửa sổ vào. Tầng dưới không có người, Vạn Nhất nghe thấy trên tầng có tiếng động, bèn vội vàng chạy ngay lên trên đó. Trong phòng tập võ, Lâu Doanh đã thay sang quần áo tập võ, đang đấm bao cát, mấy trò tiêu khiển như luyện chữ nghệ thuật gì gì kia, quả thực là không hợp với phong cách của cô ta, vẫn là tập võ luyện đánh đấm mới phù hợp với Lâu Doanh. Ây ra, hây ra, hây ra. Lâu Doanh cứ một quyền một cước, tung ra từng chiêu thức, rất có lực. Vạn Nhất nghe thấy tiếng động bèn đi tới phòng tập võ, đang chuẩn bị mở cửa xông vào thì đã nhìn thấy bộ dạng Lâu Doanh đang hùng hục tập luyện. Nhất thời trái tim nhỏ bé của anh ta chịu không nổi, suýt bị tắc nghẽn cơ tim. Hây ra! Lâu Doanh một cước đá bay bao cát. Lâu Doanh! Vạn Nhất lên tiếng,
mắt dán chặt vào bụng Lâu Doanh, vội vàng chạy tới, vẻ mặt khẩn thiết, bảo bối của tôi. Thấy Vạn Nhất bất ngờ xuất hiện, Lâu Doanh nhất thời quên cả phản ứng, Bao Cát theo quán tính lao tới, Lâu Doanh nhanh như cắt theo phản xạ lui lại đằng sau một bước, Vạn Nhất còn chưa chạm được vào cô ấy thì đã bị Bao Cát đâm bụp một cái vào người, anh ta lập tức ngã gục xuống đất. Vạn Nhất! Chỉ thấy hai con mắt nổ đom đóm. Chương 424, có em bé rồi xúc động đến khóc. Vạn Nhất nằm chồng vó trên nền đất, mọi thứ trước mắt như đang quay mòng mòng. Bao Cát vẫn bắn tới chưa dừng lại, Lâu Doanh một tay ôm lấy Bao Cát, sau đó ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm vào Vạn Nhất, vừa nãy anh gọi tôi là gì cơ? Bảo bối! Buồn nôn quá đi mất. Vạn Nhất mất một lúc mới định thần lại, ngồi dậy, vội nói, không phải cô đang không khỏe sao, luyện võ cái gì đây chứ, từ hôm nay trở đi, mấy trò đấm bốc cử tạ. Hay là máy chạy bộ gì gì đó, tốt nhất đừng có động vào nữa, quá là nguy hiểm. Đối với con người yếu xìu như anh thì mấy thứ đó đúng thật là nguy hiểm, cơ mà đối với tôi thì chẳng quá sức tí nào. Lâu Doanh đứng dậy, vừa nói vừa thể hiện một chút, cô ấy bèn nâng lên một quả tạ 100 cân ngay trước mắt Vạn Nhất. Vạn Nhất! Ôi mẹ ơi, mau bỏ xuống đi. Bịch! Lâu Doanh đặt quả tạ xuống đất, phát ra tiếng động rất vang. Ôi mẹ ơi, trái tim nhỏ bé của tôi. Vạn Nhất ôm ngực, suýt chút nữa anh ta bị tắc nghẽn cơ tim rồi. Bị thần kinh à, chỉ là nâng một quả tạ thôi mà. Lâu Doanh cầm chai nước suốt lên uống một ngụm, anh tới đây làm gì? Sao lại vào được trong này? Trèo cửa sổ vào. Vạn Nhất nhìn chằm chằm vào bụng Lâu Doanh, cố gắng kìm nén sự kích động trong lòng, hỏi, giờ cô đang cảm thấy thế nào? Lâu Doanh ngơ ngác không hiểu gì, cái gì thế nào? Cơ thể. À, khá ổn, vận động một chút toát mồ hôi, tinh thần cũng sảng khoái hơn rồi. Lâu Doanh kết luận, xem ra phải thường xuyên luyện tập mới được, dạo này tôi lười quá. Vạn Nhất vừa nghe thấy thế bèn nói ngay, cô không được tập luyện nữa. Lâu Doanh cảm thấy kỳ lạ, gà luộc, sao hôm nay anh lạ vậy, tôi có tập luyện hay không thì có liên quan gì tới anh? Đương nhiên là có liên quan, có khả năng hiện giờ trong bụng của cô. Lâu Doanh mờ mịt, có khả năng gì cơ? Chuyện còn chưa rõ thực hư ra sao, Vạn Nhất cũng không tiện nói thẳng, bèn hỏi để thăm dò, tôi nghe chị dâu nói, cô nôn khan, buồn nôn à? Ừ, vừa nãy có hơi buồn nôn nhưng giờ thì ổn rồi. Lâu Doanh tỉnh bơ đáp lại, vừa dứt lời lại cảm thấy bụng dưới hơi đau âm ỉ, cô ấy chỉ nói một câu, thôi chết rồi. Vạn Nhất lập tức căng thẳng, sao vậy? Có phải lại không khỏe ở đâu không? Tôi đưa cô đi bệnh viện khám. Lâu Doanh đau tới mức nhíu cả mày lại. Nhưng vẫn xua tay, bụng có hơi đau nhưng cũng không có gì đáng ngại đâu, chắc là do hồi nãy dùng sức mạnh quá, đều tại anh, Vạn Nhất chết bầm cứ xì xà xì xùa toàn cái gì ấy. Giờ đi bệnh viện kiểm tra xem thế nào, sức khỏe là quan trọng, không được coi thường. Tôi không đi, cả đời này tôi không muốn tới mấy nơi như bệnh viện, tôi ra sofa nằm một lát, anh đừng có lải nhải bên tai tôi nữa, đau cả đầu. Lâu Doanh xoa xoa thái dương, đầu cô ấy đang rất đau. Vạn Nhất lo lắng không yên, thật sự là không sao chứ. Tôi thì thấy vẫn nên tới bệnh viện kiểm tra cho chắc ăn, cô không muốn đi thì để tôi gọi bác sĩ tới. Tôi nói rồi, tôi không sao. Lâu Doanh bắt đầu nóng máu rồi, cô ấy gắt lên, anh mà cứ lải nhải bên tai tôi nữa thì cút ngay ra ngoài cho tôi. Trong người khó chịu khiến tâm trạng của Lâu Doanh rất buồn bực. Vạn Nhất lập tức im bặt, phụ nữ trong thời kỳ đầu của thai nhi cũng giống như phụ nữ tới tháng vậy. Tâm trạng dễ bị kích động, anh ta phải cẩn thận yêu thương mới được. Lâu Doanh trở về phòng nằm nghỉ ngơi, cơn đau âm ỉ ở bụng dưới mãi không dứt, trái lại càng ngày càng dữ dội hơn, cô ấy bắt đầu toát mồ hôi rồi. Lâu Doanh là một người chịu đựng giỏi, cô ấy từng cùng Bạch Phi Minh làm nhiệm vụ mai phục ở sa mạc hơn nửa tháng trời, đến mức nắng cháy cả da cũng không hé răng than thở nửa lời. Vạn Nhất xuống bếp làm chút đồ ăn, định bụng dỗ Lâu Doanh trước rồi bàn chuyện đưa cô ấy tới bệnh viện khám thử. Vạn Nhất bưng bát canh ấm đi vào phòng Lâu Doanh, đúng lúc nhìn thấy cô ấy đang ngồi xổm trước ngăn kéo tủ, lục lọi tìm đồ đạc. Lâu Doanh, cô định tìm cái gì? Thuốc giảm đau. Lâu Doanh tìm được vỉ thuốc giảm đau rồi. Giọng nói của Lâu Doanh nghe có vẻ hơi yếu ớt, vừa nghe đến ba chữ thuốc giảm đau, Vạn Nhất định thần nhìn lại đã thấy cô ấy sắp sửa bỏ viên thuốc vào miệng, dọa anh ta sợ tới mức vội vàng bước nhanh tới giằng lại viên thuốc từ tay cô. Không được uống, cô uống thuốc này vào khác nào giết chết con gái yêu quý của tôi. Con gái yêu quý? Lâu Doanh trừng mắt nhìn Vạn Nhất, có chuyện gì vậy?
sao hôm nay anh Toàn nói mấy lời khó hiểu thế? Vạn Nhất bóp nát viên thuốc giảm đau, nói tôi nghe chị dâu nói cô buồn nôn, nôn khan, những triệu chứng này rất giống với phụ nữ đang mang thai giai đoạn đầu tiên. Nói tiếng người đi, nghe không hiểu sao? Vạn Nhất sầm mặt, nói chính là có khả năng cô đã mang thai rồi đó, mang thai đứa con của tôi. Càng nói Vạn Nhất càng cúi đầu thấp xuống, tỏ ra ái ngại, giọng nói còn toát lên vẻ hiền từ của một người cha. Lâu Doanh lặng người vài giây, cuối cùng mới tỉnh táo lại, không thể nào. Sao lại không có thể nào? Vạn Nhất nói, lúc nào cô cũng tùy tiện cậu thả, không biết cũng là chuyện bình thường, chúng ta đi bệnh viện kiểm tra là biết ngay. Tôi nói không thể là không thể. Lâu Doanh nói, tôi không thể có con với anh được. Nghe xong, phản ứng đầu tiên của Vạn Nhất là, không phải con của tôi thì còn là của ai? Lâu Doanh. Chuông cửa lại reo rồi. Tiếng của Lãnh Phùng vang lên từ tầng dưới, Lâu Doanh. Của Lãnh Phùng à? Vạn Nhất lập tức mặt mày như đưa đám. Hồi trước Lâu Doanh rất hâm mộ cơ bắp trên người Lãnh Phùng, với cá tính của cô ấy, cũng rất có khả năng là đã ngủ với anh ta. Anh muốn chết phải không? Lâu Doanh lập tức đập một phát lên gáy Vạn Nhất. Vạn Nhất không tránh né, trả đũa lại càng không thể, cả người cứ thử ra. Sao anh không tránh đi? Lâu Doanh rất bất ngờ. Vạn Nhất không nói gì, sụ mặt xuống. Tiếng chuông cửa vẫn vang lên không ngừng, Lâu Doanh cố nhịn đau xuống nhà mở cửa. Lãnh Phùng tưởng không có ai ở nhà, đang chuẩn bị rời đi thì lại thấy cửa mở, thế nào lại quay vào. Lâu Doanh, cô có nhà sao? Đội trưởng Lãnh, tìm tôi có việc gì vậy? Tôi muốn hỏi là Bạch Phi Minh về chưa? Đội trưởng Lãnh tìm Phi Minh có chuyện gì? Chẳng lẽ cậu ấy xảy ra chuyện gì rồi? Lần này cậu ấy đi cũng đã hơn nửa tháng mà chẳng thấy động tĩnh gì. Vừa nói dứt lời, Lâu Doanh lập tức thấy trước mắt tối sầm lại, rồi cứ thế cô ngã gục xuống đất. Lâu Doanh! Lâu Doanh! Vạn Nhất trốn ở cầu thang nghe lén, vừa thấy người ngã xuống bèn không màng tất cả lao tới phía cô ấy, tốc độ của anh ta còn nhanh hơn cả Lãnh Phùng, anh đỡ lấy Lâu Doanh. Lâu Doanh! Lâu Doanh! Vạn Nhất vỗ vỗ mặt Lâu Doanh, không có phản ứng gì. Anh ta sốt ruột tới mức nói như hét vào mặt Lãnh Phùng, mau lấy xe, đi bệnh viện. Được. Vạn Nhất bế Lâu Doanh chạy vào như một tên điên, bác sĩ, mau khám cho cô ấy. Lãnh Phùng chưa từng nhìn thấy Vạn Nhất trong bộ dạng như vậy từ trước tới nay. Giống như anh ta đang ôm trong lòng sinh mạng của mình vậy. Một người bình thường thì cà lơ phất phơ, một khi đã phải lòng ai đó thì sẽ tuyệt đối không phụ tình. Bác sĩ y tá vội vàng chạy ra. Đặt Lâu Doanh nằm lên xe cấp cứu. Đèn trong phòng phẫu thuật sáng trưng, Vạn Nhất căng thẳng đến độ hai bàn tay siết chặt vào nhau, miệng không ngừng lẩm bẩm, sẽ không có chuyện gì đâu, mẫu dạ xoa mạnh mẽ như vậy, làm sao xảy ra chuyện được. Lãnh Phùng hỏi, Lâu Doanh, cô ấy, sao vậy? Vạn Nhất không nhìn Lãnh Phùng, đáp Lâu Doanh có thai rồi. Nhanh như vậy đã có thai rồi sao? Ý của Lãnh Phùng là không ngờ hai người Vạn Nhất và Lâu Doanh đã tiến triển nhanh như vậy rồi. Nhưng vào tai Vạn Nhất lại biến thành một ý khác. Vạn Nhất nhìn Lãnh Phùng, lập tức có cảm giác thật là muốn khóc. Vừa nhìn, anh ta không thể nhịn được nữa, bèn ôm mặt ngồi thụp xuống một bên. Lãnh Phùng, ý gì đây? Có em bé rồi, xúc động đến phát khóc ư. Chương 426, Tần Nhã Hân có thể vẫn chưa chết. Suốt cả ngày Tô Yên chưa ăn uống gì đàng hoàng, cô thật sự đói bụng rồi. Cô nghiêng đầu nhìn Lục Cận Phong cười, ông xã thân yêu, buổi tối chuẩn bị đưa em đi ăn món gì ngon vậy? Hôm nay ngoan vậy sao? Lục Cận Phong nhếch khóe môi, không kìm được mà đưa tay ra nhéo mặt Tô Yên, nói, làn da của bà xã thật mềm, tối nay ông xã đưa em đi ăn đồ ăn Pháp. Đều nghe ông xã hết. Tô Yên được khen đến nở gan nở ruột, sờ sờ mặt của mình, da em thực sự tốt như vậy sao? Nói rồi, Tô Yên mở cái gương trên nóc xe ra soi một chút. Trong lòng rất vui. Em như thế này mà đi ra ngoài, mọi người đều sẽ tưởng em là sinh viên đại học ha. Điều đó là tất nhiên rồi. Lục Cận Phong lái xe vững vàng, nói, đúng rồi, cái người tên là Hứa Nguyên Ban nãy ấy, bớt tiếp xúc với cô ta đi. Tô Yên hỏi, ông xã có ý kiến gì sao? Lục Cận Phong cũng không nói rõ được, chỉ nói hai chữ cảm giác. Tô Yên hiểu ra, gật đầu, em sẽ có chừng mực. Rất nhanh xe đã đến nhà hàng. Hai vợ chồng sống những ngày tháng của riêng hai người, đồ ăn Pháp lại thêm một chai rượu vang, như thể đang trong giai đoạn yêu nhau tha thiết vậy. Vẻ mặt Tô Yên hạnh phúc nói,
Lục Cận Phong, kiếp trước em nhất định đã giải cứu cả giải ngân hà, nên kiếp này mới có thể gặp được một người như anh. Cái miệng nhỏ thật ngọt ngào. Lục Cận Phong nhéo mặt Tô Yên, ánh mắt rơi trên đôi môi đỏ mọng của Tô Yên, trong lòng rung động, cúi người, hôn một cái nhẹ như chuồn chuồn đạp nước. Thật là ngọt. Tô Yên. Nhịp tim cô đột nhiên tăng lên, gò má cũng có chút nóng lên. Tô Yên ngại ngùng nói, bên cạnh còn có người đó. Hai người ăn ở trong nhà hàng, khách khứa cũng không ít, cứ hai ba người một nhóm, đa số đều là các cặp tình nhân đi cùng nhau. Thực sự có người nhìn về phía hai người Tô Yên, trong mắt mang theo ánh nhìn hâm mộ, có người còn lặng lẽ chụp ảnh hai người hôn nhau. Lục Cận Phong nhìn Tô Yên đang thẹn thùng, ánh mắt dịu dàng, ăn nhiều một chút. Tô Yên cúi đầu, không ngừng ăn đồ ăn. Dạo gần đây anh có vẻ rất bận. Hai người thuận miệng nói chuyện phiếm. Ừ, công ty đang vận hành vài hạng mục, vậy nên có hơi bận. Giọng nói của Lục Cận Phong khá dịu dàng, bận rộn thêm vài năm nữa, trách nhiệm nặng nề này có thể giao cho con của chúng ta rồi. Thiên phú của Hạ Phi rất tốt, ông Tiết và các giáo viên trên đảo đều khen ngợi không ngớt. Vậy Tiểu Vũ thì sao? Tô Yên thực sự rất nhớ hai người con trai của mình. Tiểu Vũ, Lục Cận Phong muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn nói, thằng bé rất giỏi trên phương diện chơi khăm người khác, các giáo viên trên đảo, có chút khổ sở vì nó. Tô Yên cười cười, trước mắt dường như đã hiện ra cảnh tượng Hạ Vũ mặc nghịch ngợm, tinh quái, trêu chọc người khác. Em lại có chút mong đợi xem bé ba, bé tư lớn thêm một chút nữa sẽ như thế nào, sẽ thành thục vững vàng giống như Hạ Phi, hay sẽ tinh quái nghịch ngợm giống như Tiểu Vũ. Anh càng kỳ vọng vào con gái của chúng ta, nhất định sẽ là một cô công chúa nhỏ xinh đẹp. Tô Yên lườm Lục Cận Phong một cái, em thấy anh muốn con gái đến phát điên rồi, cái bụng lâu như thế rồi vẫn chưa có động tĩnh gì, em thấy ấy mà, nhà họ Lục các anh thực sự không có số sinh con gái. Anh không tin vào số mệnh. Lục Cận Phong nhìn chằm chằm Tô Yên, anh cảm thấy là do chúng ta chưa đủ cố gắng, tối nay tiếp tục kế hoạch sinh con thôi. Tô Yên im lặng ăn cơm, chân cô bây giờ còn đang mềm nhũn ra. Hai người ăn xong rồi thanh toán, Lục Cận Phong đi vào nhà vệ sinh. Tô Yên đi ra bên ngoài nhà hàng đợi. Một người đàn ông đã uống say thất tha thất thểu bước ra khỏi một phòng riêng. Cậu Sở, cậu uống nhiều rồi, cẩn thận. Không sao, tôi chưa uống nhiều. Thân hình của Sở Hướng Nam loạng choạng đi ra phía ngoài cửa, Tô Yên đứng ở cửa đợi Lục Cận Phong, Sở Hướng Nam lảo đảo rồi trực tiếp đâm vào cô. Xin lỗi, uống nhiều rồi. Sở Hướng Nam nấc lên vì rượu, lời còn chưa nói xong, khi nhìn rõ là Tô Yên, bất chợt ngẩn người một lúc. Kích động đến mức hai tay nắm chặt lấy vai Tô Yên, Tiểu Yên, sao em lại ở đây, thật trùng hợp, hôm nay em thật đẹp. Ánh mắt Sở Hướng Nam mơ mơ màng màng, Tô Yên trước mặt ở trong mắt anh ta có một cái gì đó rất khác biệt. Bỏ cái móng heo của anh ra. Tô Yên không hề nể mặt. Tiểu Yên, đừng như thế, anh hối hận rồi, anh biết anh sai rồi. Sở Hướng Nam thay đổi phong cách cố chấp và tự đại trước đây, đột nhiên thừa nhận lỗi lầm trước mặt Tô Yên, Tiểu Yên. Anh rất hối hận vì lúc đầu đã làm sai, bây giờ anh đã phải chịu báo ứng rồi, cưới về một con hổ cái, trước đây anh cảm thấy Tô Vân đã đủ phiền rồi, đến khi cưới Vạn Linh San mới biết, đó mới là một con hổ cái không hơn không kém, chưa làm gì đã đánh đập mắng mỏ anh, em xem, chỗ này, đều là cô ta đánh anh. Sở Hướng Nam vén tay áo lên cho Tô Yên xem vết thương trên người mình, thật sự là có, vết thương mới vết thương cũ đều có. Chỉ duy nhất trên mặt không có. Sở Hướng Nam càng nói càng muốn khóc, những vết thương này của anh ta lộ ra, người xem xung quanh náo động một trận. Mới chỉ nghe nói đàn ông bạo hành phụ nữ, còn đàn ông bị phụ nữ bạo hành đến mức như thế này, thật hiếm thấy. Tô Yên cũng khá bất ngờ, âm thầm cho Vạn Linh San một like, quả thật rất hay. Sở Hướng Nam đây là uống nhiều rồi, đang phát tiết. Trong lòng anh ta khó chịu, ấm ức, ân hận. Tô Yên không thông cảm chút nào, đây là lựa chọn của bản thân anh. Không trách được người khác. Đúng, là anh đáng đời, không giấu gì em, người thừa kế của nhà họ Sở là anh đây chỉ là một vật trang trí mà thôi, lại thêm Vạn Linh San đẻ đầu cưỡi cổ, anh không thể trở mình. Anh là một người đàn ông mà, một người đàn ông đội trời đạp đất. Sở Hướng Nam nói rồi, nước mắt nước mũi đầm đìa, kể khổ với Tô Yên, ban ngày em cũng thấy rồi đấy, một chút chuyện nhỏ thôi cũng trở mặt, cô ta có nhà họ Vạn chống lưng, anh ấm ức lắm. Tô Yên cười giễu cợt một tiếng, tôi tặng anh hai chữ, đáng đời. Đúng, là anh đáng đời, bỏ một người phụ nữ tốt như vậy, khăng khăng cưới về một mẫu dạ xoa,
Vạn Linh San quản lý anh quá khắt khe, anh sắp ngạt thở mất rồi. Sở Hướng Nam ôm đầu có chút suy sụp, sự đau khổ rất rõ ràng dễ thấy. Những người vây xem chỉ trỏ trỏ, cười nhạo. Đây chính là hậu quả của việc trèo cao kết hôn với nhà giàu, chỉ là phong cảnh trước mắt mà thôi. Loại người này không đáng để thương hại, không có khoan kim cương, thì đừng mong ôm nghề đồ gốm. Mọi người có biết vợ trước của anh ta không, bây giờ là cô chủ của tập đoàn Chu Thị, trước đây thấy người ta gặp nạn thì một chân đá người ta đi, chẳng mấy chốc đã quyến rũ cô chủ nhà họ Vạn rồi. Không có lương tâm, xứng đáng nhận quả báo. Sở Hướng Nam cũng coi như người của công chúng, đã từng tham dự không ít hoạt động, đã từng tiếp nhận phỏng vấn của tạp chí, mọi người cũng biết rất rõ. Hai nhà Sở, Vạn liên hôn, cũng rất ồn ào náo nhiệt, đúng quần của Sở Hướng Nam đã bị rách vào đúng ngày cưới, cũng trở thành trò cười trong lúc rảnh rỗi của mọi người rất lâu sau đó. Bị chế giễu, châm biếm, Sở Hướng Nam đã quen với việc đó rồi, anh ta đã sai lại càng sai hơn, kích động quá mức mà túm chặt lấy tay của Tô Yên. Tiểu Yên, anh hối hận rồi, chúng ta có thể làm lại từ đầu không, anh phát hiện người anh yêu nhất vẫn là em. Tô Yên nghe đến mức đau đầu, bỏ ra. Tô Yên đã nổi giận rồi. Sở Hướng Nam không buông tay, lôi kéo Tô Yên, anh thật sự yêu em mà, giữa biết bao nhiêu người phụ nữ, người anh yêu nhất chính là em, trước đây là do anh quá tự phụ, Tiểu Yên, chúng ta làm lại từ đầu có được không? Tôi đếm 3 tiếng, 1, 2. Tiểu Yên, cái gì anh cũng có thể cho em. 3. Tiếng cuối cùng rơi xuống, động tác của Tô Yên nhanh nhẹn gọn gàng, trực tiếp một chân đá anh ta vào trong cái đài phun nước bên cạnh. Một tiếng ùm, Sở Hướng Nam rơi xuống nước, cả người đều bị ướt nhẹp. Anh cứ ở trong đó cho tỉnh rượu đi. Nước không sâu, Sở Hướng Nam vùng vẫy hai cái rồi đứng lên, nước chỉ ngập đến đầu gối của anh ta. Cảnh bị đạp xuống nước này, thật là giống như lịch sử được lặp lại. Lúc đầu Tô Yên cũng đã từng một chân đạp anh ta xuống biển. Tô Yên phủi tay, xe của Lục Cận Phong đi đến, cô không nói lời nào, trực tiếp mở cửa rồi lên xe. Sở Hướng Nam đứng trong đài phun nước, không phục mà đập vào mặt nước, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người rời đi. Sau khi xe chạy, Lục Cận Phong nhăn mày hỏi, anh ta lại quấy rối em à? Say rượu thôi, không cần để ý. Tô Yên không đặt Sở Hướng Nam vào trong mắt. Lục Cận Phong càng không thèm quan tâm tới Sở Hướng Nam, nói Yên Yên, ban nãy mới nhận được một tin tức. Tần Nhã Hân có thể vẫn chưa chết. Chương 427, chống chọi đến hơi thở cuối cùng để đó. Câu nói của Lục Cận Phong khiến trái tim của Tô Yên trong chốc lát nâng lên tận cổ họng. Anh nói lại lần nữa câu vừa nãy đi. Lục Cận Phong nói, ban nãy Lãnh Phùng báo tin cho anh, vụ án của Tần Nhã Hân có chút đáng nghi. Thế nhưng ban đầu cô ta rõ ràng đã tự thiêu ở trước mặt nhiều người chúng ta như vậy mà. Tô Yên ngay lập tức nhớ đến chuyện Lâu Doanh Dịch Dung, hỏi, lẽ nào Tần Nhã Hân hôm đó là một người khác? Nhưng ai lại đi chết thay Tần Nhã Hân chứ, việc này không thể giải thích nổi. Yên Yên, em đừng kích động, anh chỉ nói có thể. Lục Cận Phong nói, chỉ là để em chú ý hơn chút thôi. Trận lửa lúc ấy, Lục Cận Phong và Lãnh Phùng vẫn luôn hoài nghi, nhìn thì rất hợp lý, nhưng lại cũng có rất nhiều chỗ bất hợp lý. Lãnh Phùng vẫn luôn không từ bỏ việc truy xét ra sự thật. Tô Yên nhìn Lục Cận Phong, anh nghĩ như thế nào? Lúc đó có một người khác đã đóng giả thành em, với sự oán hận của Tần Nhã Hân, điều đầu tiên cô ta làm khi vào phòng sẽ là gì? Tô Yên thuận miệng tiếp lời, nhất định sẽ kiểm tra tình hình của em trước, nếu như em nằm ở đó, cô ta sẽ không đi vẩy xăng ngay đâu. Vấn đề chính là ở chỗ đó. Lục Cận Phong giải thích ngắn gọn, nói, lúc đó anh đã cùng Lãnh Phùng bàn bạc, ban đầu. Anh cho rằng Tần Nhã Hân có thể đã nhận định rằng em đang hôn mê, nhưng nói như thế cũng chưa hợp lý. Tô Yên càng nghe, lòng bàn tay càng lạnh, cho dù có phải hôn mê hay không, cô ta nhất định sẽ xem em trước, nếu như cô ta xem rồi, thì nhất định sẽ biết người đó là giả, nếu như cô ta biết là giả rồi, sao lại phóng hỏa để đồng quy vô tận chứ? Khi lật lại sự việc, có rất nhiều chỗ không hợp lý. Lục Cận Phong suy nghĩ rồi nói, anh cảm thấy... Tần Nhã Hân lúc đó, đang vội để tự thiêu. Lục Cận Phong vốn không muốn để Tô Yên lo lắng những chuyện này, nhưng anh lại phải cảnh báo Tô Yên, đề phòng lỡ như. Đúng rồi, hôm nay em đã nhìn thấy Chu An rồi, anh ta mua một bó hoa bách hợp, Hứa Nguyên nói với em, Chu An muốn đi cúng bái một người bạn. Tô Yên nói, người Chu An đi cúng bái, có lẽ là Tần Nhã Hân. Lục Cận Phong nhíu lông mày,
sau khi Tần Nhã Hân xảy ra chuyện, Chu An cũng mai danh ẩn tích, nên đề phòng. Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Tô Yên thở phào một hơi, nói chuyện chưa xảy ra, lò bỏ trắng răng cũng vô dụng, chuyện anh nói, em sẽ chú ý hơn một chút, đúng rồi, em muốn đi thăm Lâu Doanh, anh đưa em đi một chuyến đi, hôm nay cơ thể cô ấy không thoải mái. Được. Lục Cận Phong rẽ trái ở đèn giao thông, lái về hướng chỗ ở của Lâu Doanh. Xe đến cửa nhà Lâu Doanh rồi, mới biết Vạn Nhất cũng đang ở đây. Vạn Nhất ngồi trong xe, không xuống xe, không vào nhà. Tô Yên và Lục Cận Phong nhìn nhau một cái, xuống xe, Tô Yên bước đến, sao lại không vào trong? Chẳng lẽ là, bị đuổi ra ngoài rồi? Chị dâu, tâm trạng tôi không tốt, cô đừng để ý đến tôi. Vạn Nhất phiền muộn gãi gãi đầu, châm một điếu thuốc. Ủa? Nóng nảy vậy sao? Xem ra hai người lại cãi nhau rồi. Tô Yên liếc mắt với Lục Cận Phong, biểu thị Vạn Nhất giao cho anh, cô đi vào trong thăm Lâu Doanh. Tô Yên có mật khẩu nhà Lâu Doanh, trực tiếp nhập mật khẩu rồi vào trong. Vạn Nhất khen tị, em còn không có mật khẩu, trước đây toàn là trèo cửa sổ vào. Lục Cận Phong bước đến, dựa vào cửa xe Vạn Nhất, nói cậu đừng ghen tị với vợ của tôi, đưa cho tôi một điếu thuốc. Vạn Nhất trực tiếp đưa cả bao cho Lục Cận Phong, hai người tới đây làm gì thế? Lục Cận Phong hỏi ngược lại, cậu thủ ở đây như hòn vọng phu, để làm gì thế? Vạn Nhất thở dài, ôi, đừng nhắc đến nữa, đại ca, nhiệm vụ anh giao cho, em không hoàn thành được rồi, em đã cố hết sức rồi, không ngờ rằng thực sự gặp phải một nữ hải vương, người ta chỉ dùng thận chứ không dùng tim. Lục Cận Phong nhướng mày, thất vọng vậy sao? Nói xem, chuyện như thế nào? Vạn Nhất lại thở ngắn than dài một trận, nói trước đây em đến cửa hàng của chị dâu, nghe nói Lâu Doanh buồn nôn, nôn khan và ngủ nhiều, em nghĩ có lẽ cô ấy mang thai rồi, vội vội vàng vàng chạy đến, cô ấy nói không thể nào mang thai con của em. Lục Cận Phong dùng ánh mắt đồng cảm liếc Vạn Nhất một cái, không sao, đứa con không phải của cậu, nhưng người mẹ là của cậu, hay là cậu rộng lượng chút đi. Làm một người đổ vỏ, em vợ nhà tôi thực sự có chút phóng khoáng. Nhưng về các phương diện cô ấy đều rất xứng đôi với cậu, cậu cũng không thiệt. Đại ca, Vạn Nhất tức đến mức muốn nôn ra máu, có phải anh bênh vực cô ấy hơi quá mức rồi không? Cô ấy là em vợ của anh, em còn là anh em tốt của anh đó, hai chúng ta có giao tình mười mấy 20 năm đó. Lục Cận Phong hút một hơi thuốc, vậy thì tôi lực bất tòng tâm rồi. Vạn Nhất nản lòng, hai mắt nhìn về hướng nhà của Lâu Doanh, nói, nếu cô ấy thật sự có thai. Có lẽ em cũng sẽ không chán nản như thế. Rốt cuộc là có chuyện gì? Cô ấy không có người khác, cũng không mang thai, cô ấy uống thuốc rồi. Đây mới là điều tàn khốc nhất. Vạn Nhất tự ti, cười cười, em lấy lùi để tiến, khiến cô ấy tiến gần từng chút, đến hôm nay mới biết được, cô ấy chỉ thèm muốn cơ thể của em. Lục Cận Phong. Lời này, sao anh lại thấy có chút buồn cười nhỉ? Lục Cận Phong véo vai Vạn Nhất. Nói cô ấy không thèm muốn người khác, chỉ thèm muốn cậu, chứng tỏ trong lòng vẫn có cậu. Có cái rằm ấy, cô ấy chỉ coi em như, Vạn Nhất không nói được, trong lòng vừa bực tức vừa buồn phiền, đại ca, không bằng anh chỉ điểm cho em đi. Lục Cận Phong thở ra một vòng khói, nói tình huống của Lâu Doanh có chút đặc biệt, thay vì xin tôi chỉ bảo, còn không bằng nghiên cứu thật kỹ quá khứ của cô ấy, một người mới mười mấy tuổi đã bắt đầu lăn lộn ngoài xã hội, nếu muốn dùng tim, nói khó thì dễ. Nói dễ thì cũng khó. Sau khi Lục Cận Phong nhắc nhở như vậy, Vạn Nhất mới chú ý đến một vấn đề, Lâu Doanh mất mẹ từ sớm, trong ấn tượng của cô ấy, thiết sót đi vai trò của người cha, Lệ Quốc Minh lại chết rồi, Tô Duy thì. Tô Duy chưa chết, Lục Cận Phong nói, chỉ là chơi chiêu lặng lẽ chuồn mất mà thôi. Vạn Nhất ngây người, trong chốc lát bỗng nhiên tỉnh ngộ, vậy cậu ta đâu rồi? Ở Vương Bài. Những thứ khác, Lục Cận Phong không nói thêm nữa. Vạn Nhất nói, trước hết cứ kệ Tô Duy, bây giờ em chỉ quan tâm làm sao để chinh phục được Lâu Doanh. Lục Cận Phong suy nghĩ, thả một câu, nếu cậu nói cô ấy chỉ thèm muốn cơ thể cậu, vậy chuyển từ số lượng sang chất lượng, có lẽ vẫn còn hy vọng. Đại ca, ý của anh là, Vạn Nhất dường như đã thấy được hy vọng. Lục Cận Phong quan sát anh ta một cái, trở về rèn luyện cơ thể nhiều hơn chút, sau đó tìm Sa Thành Nghĩ mua thêm ít thuốc tẩm bổ, đừng rút cạn chính mình. Vạn Nhất. Tô Yên vừa vào nhà thì ngay lập tức đi lên lầu tìm Lâu Doanh. Lâu Doanh đang ngồi trên chiếc ghế sofa lau máu mũi, sau khi trở về, bụng cô ta không còn đau nữa, nhưng lại liên tục chảy máu mũi.
xem ra dạo gần đây quá nóng rồi. Sau khi rút nốt tờ giấy cuối cùng, Lâu Doanh ngửa đầu nằm trên sofa, trên mũi, trên mặt của cô ta đều có không ít vệt máu. Tô Yên đẩy cửa bước vào, thứ cô nhìn thấy là một đống giấy thấm máu trên mặt đất, Lâu Doanh nằm bất động trên sofa với gương mặt đầy máu. Cảnh này dọa Tô Yên sợ hãi, Lâu Doanh, chuyện gì thế này, sao lại nhiều máu như thế, em đừng dọa chị mà. Lâu Doanh nghe thấy tiếng của Tô Yên, đột nhiên nổi lên ý muốn đùa dai, yếu ớt mở mắt ra chị, cuối cùng em cũng chống đỡ được đến lúc chị đến rồi, em sắp chết rồi, em vẫn luôn chống chọi đến hơi thở cuối cùng để đợi chị, chính là để gặp chị lần cuối. Chương 428, Hứa Nguyên đáng nghi. Lâu Doanh nói xong, nuốt một hơi cuối cùng, sau đó nấc cụt. Tô Yên nghịch ra mấy giây, lập tức hét lên, Lục Cận Phong, Vạn Nhất, hai người mau đến đây. Lời còn chưa nói xong, Lâu Doanh mở mắt, ngay lập tức ngồi dậy, cười nói chị, em đùa chị thôi. Lâu Doanh, Tô Yên lạnh mặt. Thấy Tô Yên tức giận, Lâu Doanh vội vàng nói, em vừa chảy máu mũi, thuận tiện trêu đùa một chút thôi mà, chị, đừng giận mà, chị đến cùng anh rể sao. Ừ, Tô Yên không vui, lại thở dài một cái, ngồi lên sofa, em làm sao thế, trước đó là buồn nôn rồi nôn khan, bây giờ lại chảy máu mũi, đến bệnh viện kiểm tra chưa? Kiểm tra rồi, chính vì kiểm tra rồi nên gà luộc mới ở dưới lầu buồn dầu đó. Lâu Doanh lấy giấy nhét vào lỗ mũi, ngăn máu mũi chảy tiếp, nằm ngửa đầu trên sofa, anh ta vậy mà lại cho rằng em mang thai rồi, kiểm tra ra không hề mang thai, em nói trước đó em có uống thuốc rồi, anh ta tức giận luôn. Vẻ mặt Tô Yên cạn lời, thế kết quả kiểm tra như thế nào? Cơ thể em không có vấn đề gì, tất cả đều bình thường. Em thế này rồi mà còn bảo là tất cả đều bình thường. Tô Yên có chút lo lắng, lúc thì không thoải mái, lúc thì chảy máu mũi, cơ thể nhất định có bệnh gì rồi. Ôi, em thế này chắc là vì dạo gần đây cơ thể quá nóng, một lát nữa giải tỏa xíu là được rồi. Lâu Doanh nhắc đến chuyện này, cũng khá phiền muộn, ban nãy em còn muốn ăn anh ta, mẹ nó, cái tên đó vậy mà lại nói muốn báo cảnh sát kiện em, não có vấn đề. Lâu Doanh à, em chắc chắn không phải do mạch não của em không bình thường chứ. Vừa mới nói với người ta là mình uống thuốc rồi, bây giờ lại muốn ăn người ta, đây không phải là đã cho người ta một cái tát còn muốn cho người ta một cây táo ngọt sao? Lại còn là kiểu cưỡng ép. Em có vấn đề gì chứ? Lâu Doanh không vui nói chị, em đây là đang suy nghĩ cho sức khỏe thể chất và tinh thần của em bảo cho anh ta tiền rồi, anh ta không cho ăn thì thôi, sau này em sẽ ra ngoài tìm, có tiền còn sợ không có đàn ông sao? Tô Yên, cho tiền. Tô Yên cảm thấy Vạn Nhất không xoay người bỏ đi đã là tốt tính lắm rồi. Điện ảnh Vạn Thị, em cảm thấy anh ta thiếu tiền sao? Thiếu hay không là chuyện của anh ta, nhưng việc này giống như là, em ăn cơm rồi thì không thể không trả tiền. Câu nói này, có vấn đề. Nhưng Tô Yên lại không thể đáp lại. Chuyện giữa hai người này, Tô Yên vẫn luôn giữ thái độ quan sát, không can thiệp. Chị thấy tinh thần em cũng khá tốt, vậy chị đi đây, còn về việc ăn thịt sống hay thịt chín, em tự xem mà làm đi. Tô Yên cảm thấy, cô vẫn là đừng ở đây cản trở hai người họ nữa. Chị, mới đến mà đã đi rồi sao? Không đi thì làm gì chứ? Ở lại đây đợi lát nữa đến đồn công an bảo lãnh cho em sao? Lâu Doanh, sau này em kiểm tra sức khỏe thêm lần nữa đi, đừng mặc kệ không quan tâm. Sau khi Tô Yên dặn đi dặn lại nhiều lần mới thực sự cùng với Lục Cận Phong rời đi. Vạn Nhất ở lại, anh ta đang nghiên cứu làm thế nào để Lâu Doanh mãi mãi thèm muốn anh ta. Lâu Doanh ở trong phòng suy nghĩ xem rốt cuộc nên ra ngoài ăn thịt, hay ăn thứ trước mặt này. Lục Cận Phong sốt ruột muốn về nhà thực hiện kế hoạch sinh con, phải nhanh chóng biến chuyện sinh con gái trở thành hiện thực. Về vấn đề này, dạo gần đây Lục Cận Phong vô cùng ra sức. Ngày thứ hai, chân Tô Yên có chút yếu. Cô bơ phờ ngồi trong cửa hàng trông tiệm, đang vô cùng buồn chán, bỗng có một người chị vội vội vàng vàng đến tìm cô Tô, Hứa Nguyên xảy ra chuyện rồi, cô mau đến xem. Chuyện Võng Du. Hứa Nguyên làm sao thế? Ban nãy ngất xỉu ở trong cửa hàng, hỏi cô ấy nói không còn người nhà nào nữa, bảo tôi tới tìm cô. Bây giờ cô ấy thế nào? Gọi xe cấp cứu chưa? Bây giờ cô ấy đã tỉnh táo rồi, không gọi xe cấp cứu, nhìn dáng vẻ ngập ngừng của Hứa Nguyên, chắc chắn là không dám đi bệnh viện, bây giờ đi bệnh viện đắt biết bao, chưa làm gì đã tốn mấy ngàn hàng vạn. Trong lúc nói chuyện, Tô Yên đã cùng người chị đó đến được tiệm hoa rồi.
Hứa Nguyên ở trong phòng nghỉ phía sau cửa hàng, nằm dựa lên chiếc ván giường thô sơ để nghỉ ngơi. Tô Yên, cô đến rồi. Hứa Nguyên nói rồi muốn đứng dậy. Cứ nằm đó đi, đừng động đậy. Tô Yên nhìn cái bụng của Hứa Nguyên, cũng khá to, cảm thấy thế nào rồi? Đỡ hơn nhiều rồi, không có vấn đề gì nữa rồi. Hứa Nguyên nói, chị gái này nhiệt tình, tôi lại không có bạn bè nào khác, chỉ có thể bảo chị ấy đi tìm cô thôi. Tô Yên, thật ngại quá, lại làm phiền cô rồi. Không sao, quan trọng là cô và đứa bé không sao. Tô Yên ngửi thấy trong phòng vô cùng thơm, nói, Hứa Nguyên, hoa gì mà thơm thế? Thông thường hoa càng thơm, ngược lại sẽ có khí độc, cô đang mang thai, đừng ngửi thứ hoa thơm như vậy. Được, tôi sẽ chú ý, loại hoa đó là vừa tạo giống được, ông chủ tiệm hoa chuẩn bị mang đi tặng người khác, tôi chỉ là người làm, cũng không có quyền xử lý loại hoa đó, chỉ có thể đợi ông chủ mang đi thôi. Hứa Nguyên ngáp một cái, Tô Yên, tôi có hơi buồn ngủ, cô có thể giúp tôi trông tiệm một lát không? Vậy cô ngủ một lát đi, tôi trông giúp cho. Tô Yên đi tới phía trước cửa hàng. Trong cửa hàng có quá nhiều hoa rồi, mùi thơm quá ngào ngạt. Cô bất giác nhớ lại lời nhắc nhở của Lục Cận Phong. Thần sắc của Tô Yên trở nên nghiêm trọng, lúc này, cô vừa ngẩng đầu, đột nhiên nhìn thấy phía bên kia đường có một người quen đang đi đến. Là Chu An. Sao anh ta lại xuất hiện ở gần tiệm hoa? Cũng không biết là vì sao, trong đầu Tô Yên bỗng nhiên nhớ lại lời mà cô nghe trộm được ở Vương Bài. Bên cạnh Chu An có một người phụ nữ bụng to rất đáng nghi. Lẽ nào người phụ nữ đó chính là? Ánh mắt Tô Yên chợt thay đổi, cô đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm vào cửa phòng nghỉ. Chương 429, theo dõi Hứa Nguyên. Tô Yên lại gần phòng nghỉ, cô đứng ở cửa, căng thẳng đưa tay ra, khi vặn tay nắm cửa, cô chần chừ trong giây lát. Loảng xoảng, bên trong truyền ra tiếng động, Tô Yên vặn cửa bước vào. Một cốc nước bị rơi vỡ rồi, Hứa Nguyên muốn uống nước, đưa tay ra với lấy cốc nước. Sau đó trượt tay. Để tôi làm cho. Tô Yên bước vào, lấy một cái cốc mới rồi rót cho Hứa Nguyên cốc nước. Cái bụng lớn quá rồi, làm việc gì cũng không được thuận tiện. Hứa Nguyên xoa xoa cái bụng, vẻ mặt buồn phiền, tôi không biết bản thân có năng lực để nuôi nấng đứa bé này hay không. Tô Yên, tôi rất lo lắng, sợ không thể cho đứa bé một cuộc sống tốt. Cha của đứa bé, chưa từng đến thăm cô sao? Tô Yên đè nén nghi hoặc trong lòng mình. Vẻ mặt không thay đổi nói, Hứa Nguyên, cô cho tôi phương thức liên lạc của chồng trước của cô đi, tôi đi tìm anh ta nói chuyện, sao lại có thể vô lương tâm như thế, cô mang thai con của anh ta mà, tôi thấy cô như vậy một mình thực sự rất khó khăn, lỡ như có chuyện gì đó xảy ra, đó sẽ là chuyện một xác hai mạng. Hứa Nguyên cười khổ, vô ích thôi, anh ta sẽ không quan tâm đến hai mẹ con tôi đâu, anh ta chính là thứ lương tâm thối giữa, anh ta đã có người yêu mới, làm gì còn nhớ đến người yêu cũ là tôi đây. Người yêu mới của anh ta rất xinh đẹp, câu mất cả hồn của anh ta rồi. Trong mắt Hứa Nguyên tràn đầy bi thương và căm ghét, đó là phản ứng bình thường của phụ nữ. Tô Yên mím môi, nói, đừng nghĩ ngợi nữa, nghỉ ngơi cho tốt đi, tôi ở bên ngoài trông tiệm cho cô. Cảm ơn, tôi nghỉ ngơi một chút là được. Hứa Nguyên vô cùng cảm kích. Tô Yên đóng cửa đi ra ngoài, có một vị khách nữ bước vào, bà chủ, cho tôi một bó hoa hồng đỏ. Vâng ạ. Xin chờ một chút. Tô Yên không biết gói hoa, trong cửa hàng có sẵn hoa đã gói, cô lấy xuống từ giàn hoa, đưa cho khách. Vị khách nữ ngẩng đầu lên nhìn thấy Tô Yên, cười nói, lại đổi người rồi, ông chủ thật biết cách làm ăn, nhân viên thuê về ai nấy đều xinh đẹp hơn người, chỗ hoa này còn không đẹp bằng người. Tô Yên khiêm tốn cười nhẹ, cô thật biết nói đùa. Vị khách nữ rất thích hóng hớt, đúng rồi, cái cô trước đó đâu, chính là cái cô bụng to ấy, không làm nữa à? Cơ thể cô ấy có chút không thoải mái, đang nghỉ ngơi. Trước đây tôi đã nói rồi mà, cô ấy không thích hợp làm công việc này, bụng to còn bán hoa gì chứ. Trong cửa hàng có rất nhiều loại hoa có hại đối với phụ nữ có thai, còn có cây trúc đào kia nữa, là một trong những loài hoa cảnh độc nhất, trong cửa hàng bày nhiều như thế. Tô Yên nghe vậy, trong lòng bỗng căng thẳng, hỏi, hình như cô rất am hiểu về hoa. Tôi chính là làm nghiên cứu về mảng này. Vị khách nữ đi đến trước một chậu hoa linh lan, nói, ví dụ như hoa linh lan này đi, các bộ phận đều có độc, là một trong những loài hoa có độc, đặc biệt là lá của nó, phần bông của hoa tulip cũng có độc kiềm. Sau khi vị khách nữ nói vậy, Tô Yên nhìn căn phòng toàn là hoa này, cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Trước đó vị khách nữ cũng đã từng nhắc nhở Hứa Nguyên, đang mang thai, tốt nhất là đừng tiếp xúc với những thứ này,
nhưng Hứa Nguyên không nghe. Nếu thực sự yêu đứa bé, sao lại tiếp tục tiếp xúc với những thứ này? Thực ra những loại hoa này đa số không cần thiết phải đặt trong cửa hàng, nhưng ở trong cửa hàng này, về cơ bản bày toàn những loại hoa có mùi thơm nồng nặc và có độc. Sau khi vị khách nữ đó rời đi, Tô Yên lại lần nữa rơi vào trầm tư, cô không hiểu được mưu đồ của Hứa Nguyên. Hứa Nguyên ở trong phòng nghỉ ngơi nửa tiếng, Tô Yên cũng không nói gì, lấy lý do trong cửa hàng của mình có việc để rời đi. Về đến cửa hàng, Tô Yên không kìm được mà suy nghĩ, quan hệ của Hứa Nguyên và Chu An, dụng ý của Hứa Nguyên khi để những loại hoa có độc trong cửa hàng. Tô Yên, đang nghĩ gì thế, gọi cậu nửa ngày rồi mà không thèm để ý đến mình. An Hinh bĩu môi, giả vờ tức giận. Tô Yên ổn định tâm trạng, cười nói, cô cả của tôi ơi, ai chọc cậu tức giận rồi, vừa mới tới đã tức giận ngút trời như thế rồi. An Hinh bĩu môi, tâm sự trùng trùng nằm bò trên quầy tính tiền, Tô Yên, mình nghĩ cái tên An Minh chết tiệt đó lại muốn chỉnh mình rồi. Lại làm sao thế, Tô Yên chú ý đến dây tơ hồng trên cổ tay An Hinh, nói, dây tơ hồng này đẹp ghê, xin ở miếu Nguyệt Lão sao? Dây tơ hồng thoạt nhìn thì không hề đắt tiền, rất bình thường, nhưng lại rất tinh tế. Mình không biết, đây là cái tên An Minh đó cho mình, còn bắt mình phải đeo cho bằng được. An Hinh tức giận nói, không biết tên An Minh đó có phải uống nhầm thuốc rồi hay không, vậy mà lại đặt giới nghiêm cho mình, bắt buộc phải về nhà trước 7 giờ tối, mỗi ngày đi đâu, làm gì, đều phải báo cáo với anh ta, yêu cầu vô lý như thế, cha mình vậy mà lại còn ủng hộ anh ta, cha mình đúng là già rồi nên hồ đồ mà. Hai người vẫn luôn bất hòa với nhau, kiếm chuyện với cậu, không phải là điều bình thường sao? Bây giờ anh ta thăng cấp rồi, không phải kiếm chuyện, mà là tìm đường chết. An Hinh siết chặt nắm đấm, phát ra tiếng răng rắc, nghiến răng nghiến lợi nói, mình phải chăm chỉ kiếm tiền, sớm ngày thoát khỏi nhà họ An, để xem ai còn có thể kiểm soát mình. Tô Yên phì cười, cô cả An, tiền tiêu vặt những năm nay của cậu, chẳng lẽ đều đã tiêu hết sạch rồi sao? Không tiết kiệm được một đồng nào à? An Hinh lắc đầu, vô cùng hùng hồn nói, không tiết kiệm, tốc độ tiêu tiền của mình còn không nhanh bằng tốc độ kiếm tiền của cha mình tiết kiệm tiền để làm gì chứ? Tô Yên dựng ngón cái, không hổ là công chúa An. Từ trước đến nay An Hinh đều chưa từng lo lắng về tiền bạc, nếu nói có, vậy chính là lo lắng làm cách nào để tiêu tiền. Đang nói chuyện, điện thoại của An Hinh reo lên, cô ấy vừa nhìn hiển thị người gọi, lập tức nhảy cẫng lên, cái tên An Minh chết tiệt này, còn dám gọi điện thoại đến. An Hinh cũng không sợ hãi, trực tiếp ấn nghe, bật loa ngoài, An Minh, anh gọi điện thoại cho tôi làm gì? Đang ở đâu thế? Giọng nói của An Minh lạnh lùng, lập tức trở về, tôi đợi em ở nhà. Dựa vào đâu mà anh muốn tôi về thì thôi phải về, bổn công chúa không rảnh. Nói rồi, An Hinh muốn cúp điện thoại. Giọng nói của An Minh lại lần nữa truyền đến, có phải lại ở cùng Lý Văn không? Nếu nửa tiếng nữa vẫn không nhìn thấy em, tôi sẽ cho người đi bắt em về. Nói xong, bên kia cúp máy. An Hinh tức đến mức bóp chặt điện thoại, muốn đập nhưng lại không nỡ, Tô Yên, cậu xem, thật khiến người khác bực mình mà, bây giờ mình sẽ về nhà, nói trước, mình không phải sợ anh ta, mình đi là để tìm anh ta tính sổ. An Hinh hùng hùng hổ hổ rời đi. Tô Yên nhìn chằm chằm hướng An Hinh rời đi, trong đầu nhớ lại giọng điệu của An Minh, sao cô lại cảm thấy giọng điệu đó đầy mùi giấm chua nhỉ? Hai người này cùng cha khác mẹ, có lẽ là cô nghĩ nhiều rồi. Tô Yên bị chuyện của Hứa Nguyên làm khó cả ngày, 8 giờ tối cô mới đóng cửa hàng, vừa khéo gặp được Hứa Nguyên cũng đang đóng cửa hàng. Hứa Nguyên ngồi xổm để khóa cửa, bưng cái bụng lớn đi về hướng điểm dừng xe buýt. Từ cửa hàng đến điểm dừng xe buýt còn một khoảng hơi xa, Tô Yên nhìn bóng lưng của Hứa Nguyên, đang định đi lấy xe, bỗng nhiên phát hiện có một người đàn ông chạy ra từ trong bụi cây, nhìn một lượt xung quanh, lén lén lút lút đi theo sau Hứa Nguyên. Xét theo dáng người của người đàn ông, rất giống Chu An. Hứa Nguyên không phát hiện phía sau có người theo dõi, vẫn đi thẳng về phía trước, Chu An đội mũ lưỡi chai, cẩn thận đi theo phía sau cô ta. Trong lòng Tô Yên bỗng căng thẳng, Chu An theo dõi Hứa Nguyên làm gì? Hứa Nguyên dễ rồi, Tô Yên cũng đi theo. Phía trước có một con hẻm nhỏ, Tô Yên đi theo đến đó, hai người Chu An và Hứa Nguyên đều không thấy nữa. Người đâu rồi? Chương 430, Lâu Doanh càng ngày càng nghiêm trọng rồi. Tô Yên đang suy nghĩ, một tiếng chuông bất ngờ vang lên. Là điện thoại của cô kêu. Là Lục Cận Phong gọi đến. Tô Yên nghe điện thoại, ông xã. Không ở trong cửa hàng sao?
Lục Cận Phong hỏi, về nhà rồi? Chưa, em đang. Tô Yên liếc nhìn biển báo đường bên cạnh, nói, đang ở số 88 đường Hưng Học chỗ cạnh cửa hàng. Về sớm một chút, tối nay anh sẽ về hơi muộn, em nghỉ ngơi sớm đi, báo với em một tiếng. Lục Cận Phong ở ngoài làm gì, đều sẽ báo cáo với cô, loại cảm giác lúc nào cũng được người khác nhớ nhung ở trong lòng này, vô cùng hạnh phúc. Được, một lát nữa em sẽ về, anh uống ít rượu thôi. Giọng nói lười biếng của Lục Cận Phong truyền đến, trong khoảng thời gian chuẩn bị mang thai, không uống rượu, không hút thuốc, tạo nên đời sau có chất lượng tốt. Tô Yên, bớt ba hoa với em đi, được rồi, không nói nữa, em về trước đây. Trong con hẻm này rất u ám. Cúp điện thoại, Tô Yên đang chuẩn bị đi, thì nghe thấy tiếng kêu cứu của Hứa Nguyên. Cứu tôi với, cứu tôi với. Tô Yên cất điện thoại, vội vã chạy về hướng âm thanh phát ra. Ở cuối con hẻm, Hứa Nguyên đang cầm một thanh gỗ điên cuồng đánh Chu An, miệng sợ hãi mắng, đồ biến thái, tôi đánh chết anh, đến phụ nữ mang thai cũng không tha, thứ cặn bã. Chu An ăn phải mấy gậy, nhìn Tô Yên một cái, ba chân bốn cẳng chạy đi. Hứa Nguyên bị dọa đến mức nhắm mắt phung bừa gậy, xúc sinh, đồ khốn nạn. Hứa Nguyên, anh ta chạy rồi. Tô Yên bước đến, không sao rồi, đừng sợ. Hứa Nguyên mở mắt ra, nhìn thấy là Tô Yên, thở phào nhẹ nhõm một hơi, Tô Yên, dọa chết tôi rồi, ban nãy có một người đàn ông theo dõi tôi sợ hãi nên đã trốn vào trong con hẻm, anh ta lại đi theo, tôi cầm thanh gỗ đánh anh ta luôn. Tô Yên cố ý hỏi, cô không nhìn rõ người đó trông như thế nào sao? Cô thì nhìn rõ rồi, người đó chính là Chu An. Chỉ là cô không biết tại sao Chu An lại theo dõi Hứa Nguyên. Không có, tôi sợ lắm, không dám nhìn. Hứa Nguyên sợ đến mức toàn thân vẫn còn đang run rẩy, nhất định là người yêu mới của chồng trước tôi tìm người hãm hại tôi. Tô Yên hỏi, có cần báo cảnh sát không? Tôi thấy chuyện này vẫn nên báo cảnh sát xử lý thì hơn. Bỏ đi, quá mất mặt rồi, chuyện này nếu truyền ra ngoài, người khác sẽ nhìn tôi như thế nào chứ? Hứa Nguyên lắc đầu, trong giọng nói chứa đầy sự sợ hãi, Tô Yên, cô đưa tôi về có được không, tôi sợ lắm. Được. Tô Yên đồng ý ngay lập tức, lái xe đưa Hứa Nguyên về nhà. Trên đường, Hứa Nguyên gọi điện thoại, rất tức giận nói với người trong điện thoại, anh quản cho tốt người phụ nữ của anh, đừng tới làm phiền cuộc sống của tôi nữa, chúng ta đã không còn quan hệ gì rồi. Nói xong, Hứa Nguyên cúp điện thoại luôn. Tô Yên hỏi, gọi cho chồng trước của cô sao? Ừ. Tôi cảnh cáo anh ta đừng gây phiền phức cho tôi nữa, tôi chỉ muốn sống một cuộc sống yên bình thôi. Hứa Nguyên rất uể oải, vẻ mặt bất lực. Tô Yên không nói gì nữa, đến Hoa Mãn Đình nơi Hứa Nguyên ở, cô cũng chỉ đưa đến cổng, không đưa lên lầu nữa. Trở về nghỉ ngơi thật tốt, trong nhà tôi còn có chuyện gấp, không đưa cô lên lầu nữa. Ừ, Tô Yên, thật ngại quá, hôm nay lại làm phiền cô rồi. Không sao, tiện đường mà thôi. Tô Yên cười cười, khởi động xe rồi rời đi. Hứa Nguyên đứng ở cửa chung cư, nhìn về hướng Tô Yên rời đi, gọi điện thoại, nghiêm giọng nói, tôi cảnh cáo anh, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, cô ta đã bắt đầu nghi ngờ rồi. Tô Yên về đến nhà, trước tiên tắm rửa sạch sự mệt mỏi trên người, sau đó mới đến phòng em bé xem các con, bé ba, bé tư đều vừa uống sữa xong, đang bò quanh nhà đồ chơi để chơi đồ chơi. Tô Yên vừa ngồi xuống, hai đứa bé bò lên người cô, người mập mạp. Thật là hai bé mỡ linh hoạt. Bé ba nghịch ngợm nhất, thích dùng tay túm lấy miệng Tô Yên, chọc vào mũi và mắt của Tô Yên. Tô Yên cười, dịu dàng nói, bé ba, không được làm như thế đâu. Bé ba đang chơi rất vui, cưỡi trên người Tô Yên, hai cái tay thịt vỗ vỗ lên mặt của Tô Yên, nhéo nhéo gương mặt của cô, vòng qua vòng lại quanh cổ của Tô Yên như một con heo con, cái mông béo vểnh lên, giống như đang tìm sữa để uống. Thằng nhóc chơi vui chết đi được. Bé Tư thì yên tĩnh hơn một chút, chỉ ngồi một bên nghịch mấy cái tua tua trên quần áo của Tô Yên. Hai đứa nhóc này, cục cưng thối. Tô Yên dở khóc dở cười, cô cầm điện thoại chụp lấy cảnh này rồi gửi cho Lục Cận Phong, kèm theo một đoạn lời nhắn, sống không còn gì luyến tiếc, ông xã mau tới cứu mạng. Móc lửng. Tin nhắn được gửi đi, trả lời sau vài giây. 5 giây nữa sẽ đến chiến trường. Móc lửng. Tô Yên cho rằng Lục Cận Phong đang nói đùa. Dù sao thì trước đó Lục Cận Phong đã gọi điện thoại nói tối nay sẽ về muộn một chút. Ai mà biết được, chẳng bao lâu sau, cô đã nghe thấy giọng nói của người giúp việc, ông chủ về rồi, bà chủ đang chơi với các cậu chủ. Ngay sau đó, cửa phòng được mở ra,
Lục Cận Phong mang theo cả gió lạnh bước vào, một mình xách hai đứa nhóc thối lên, ôm vào trong ngực mình. Tô Yên ngồi dậy, hỏi, sao anh lại về sớm thế? Anh bảo Emily hủy buổi tiệc xã giao rồi, về nhà với mọi người. Lục Cận Phong bế bé ba, nhẹ nhàng vỗ lên mông của bé ba, thằng nhóc thối, dám bắt nạt bà xã của cha. Bé ba cũng rất giỏi diễn, cái miệng chìa ra, nhìn Tô Yên, mở miệng lớn tiếng khóc hoa hoa. Lục Cận Phong. Không khóc nữa, không khóc nữa, nào, mẹ ôm nào. Tô Yên giơ tay bế bé ba lập tức không khóc nữa, cười lên, dựa vào vai của Tô Yên, dáng vẻ đó, vừa đáng yêu vừa ngoan ngoãn, có thể làm tan chảy trái tim người khác. Hai vợ chồng. Tốc độ trở mặt của đứa bé còn nhanh hơn cả thời tiết trở trời nữa. Giây trước khóc, giây sau cười. Bé Tư bò lên người Lục Cận Phong, răng còn chưa mọc đủ, túm lấy tay Lục Cận Phong rồi gặp, tất nhiên. Vẫn có chút cảm giác đau, bé Tư hoàn toàn coi tay của Lục Cận Phong là cái que mọc răng, cắn hết miếng này đến miếng khác. Lục Cận Phong oán hận nhìn Tô Yên, bà xã, anh cảm thấy hai thằng nhóc này lúc nào cũng đang nhắc nhở anh về tầm quan trọng của việc sinh con gái. Tô Yên dở khóc dở cười, bé Tư dính anh nhất đó, đây cũng là một loại biểu hiện của sự yêu thích nha. Ở bên cạnh Tô Yên, bé Tư vẫn luôn rất yên tĩnh, Lục Cận Phong vừa về, bé Tư ngay lập tức dính lên người anh. Lục Cận Phong xách bé Tư lên ôm vào trong lòng, nói, đúng rồi, anh nghe Vạn Nhất nói, Lâu Doanh chảy máu mũi liên tục, đi kiểm tra rồi nhưng vẫn chưa tra ra được nguyên nhân gì, cậu ấy định đưa Lâu Doanh ra đảo để Sa Thành Nghị xem. Lại chảy máu mũi rồi, Tô Yên cũng lo lắng rồi, đây không phải là chuyện nhỏ, để anh Sa kiểm tra cho thì hơn. Vậy nên em phải ra mặt để nói với Lâu Doanh, lời của Vạn Nhất, Lâu Doanh không nghe. Được, ngày mai em sẽ lại đích thân đi một chuyến. Tô Yên nhớ lại chuyện của Hứa Nguyên, nói, đúng rồi, hôm nay em lại phát hiện Chu An xuất hiện ở gần tiệm hoa, lúc buổi tối, cũng thấy anh ta theo dõi Hứa Nguyên, chỉ là không biết tại sao anh ta lại theo dõi Hứa Nguyên. Xem ra, Hứa Nguyên này không đơn giản. Lông mày của Lục Cận Phong khẽ nhíu lại, em tránh xa cô ta ra một chút. Ừ, Tô Yên cẩn thận nhớ lại những chuyện xảy ra trong suốt những ngày quen biết Hứa Nguyên, luôn có một cảm giác tất cả mọi thứ đã được sắp xếp. Hơn nữa Hứa Nguyên cũng quá nhiệt tình và quen thuộc. Đặc biệt là những loài hoa có độc kia, khiến lòng người nảy sinh nghi ngờ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 26.